Vâng, thưa ông có thể cho biết tên và ông sinh trưởng tại đâu ạ? Thưa, tôi là Trần Văn Thuần, tôi sinh ở Thừa Thiên, Huế, năm 1934. Dạ. Thưa ông sinh ở Huế mà ông có lớn lên ở đó không? Có. Dạ thưa, đến năm 1939 thì mẹ tôi và em tôi đi vào Sài Gòn. Tại lúc bây giờ ba tôi đã đi vào Sài Gòn để lập nghiệp, để làm việc. Đó là năm 1940 à? 39, 39, vâng. dạ vâng. Thưa, tôi nhớ, tôi còn nhỏ nhưng mà tôi nhớ lúc đó thì đi vào Sài Gòn thì tôi nhớ là quân đội Nhật bắt đầu bước vào Đông Dương thì tôi thấy những cái người Nhật ăn mặc nó khác, những cái người lính khác thì tôi nhớ đó, hình ảnh tôi nhớ rất là lâu, mặc dù lúc bây giờ tôi có 5 tuổi mà thôi. Dạ vâng. Thưa ông nói như thế thì những cái tuổi trẻ như ông mà nhìn thấy những người lính Nhật như thế đó, ông thấy như thế nào những người bạn bè tuổi trẻ như ông lúc đó? Thưa, tôi 5 tuổi thì cũng không biết, thì thấy có những cái hình ảnh lạ, tại vì trước đó thấy những người lính Pháp hay những người gendarme của Pháp hay là police thì nó khác, thì thấy những người Nhật thì họ, tôi nhớ mãi cái hình ảnh mà họ có cái nón họ đội trên đầu mà nó là che đằng sau óc, Ồ đó dạ. cái hình ảnh rất là lạ, vâng, thì Dạ vâng. vì vậy mà tôi nhớ. Dạ vâng. Thế ông khi vào Nam thì ông lớn lên ở đó, ông đi học ở đó, ông học tới đâu ạ? Dạ vâng. Dạ chưa đúng, tôi vào Nam thì bắt đầu đi học 5-6 tuổi. Mới đầu vào Nam thì chúng tôi ở tạm ở bên cái vùng Đa Cao. Dạ. Vâng, rồi sau đó cả lúc đó thì về lại bên Thị Nghè. Tôi ở Thị Nghè từ năm 1939-40 gì đó tôi không nhớ rõ. Và tôi ở đó cho đến 1955 thì phải, thì chúng tôi lại về bên Tân Định. Và sau đó thì khi ba tôi mất thì năm 1972 73 tôi lại trở về Thị Nghè lại. Dạ vâng. Và cái địa chỉ cuối cùng của tôi ở bên Thị Nghè là gần bên sát cầu Thị Nghè, số 4C Hùng Vương nếu tôi nhớ không lầm. Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa ông thì sống lớn lên ở đó, ông có cái kỷ niệm nào vui buồn mà ông vẫn còn nhớ, ông muốn chia sẻ không ạ? Dạ vâng, thì như tôi nói như vậy là tôi ở cái vùng Thị Nghè rất là lâu. Bây giờ có nhiều người mà nếu nghe cái tên thì cũng biết là cái vùng Hàng Xanh, tức Dạ. là cái đường đi qua bên Gia Định đó, lúc đó nó rất là vắng vẻ. Và chúng tôi ở, tôi nhớ lúc đó ở trong cái nhà nhỏ thì gần bên đó có một cái chùa gọi là chùa Ông Tám. Chúng tôi hay đến chơi đó cho nên tôi rất là nhớ cái vùng đó. Vùng đó lúc đó nó rất là hoang vắng. Rồi sau một ngàn khi mà có kháng chiến thì cái vùng đó là cái vùng mà nó không có an ninh. Và nếu mà nói về kỷ niệm thì ở bên đó tôi rất là nhiều, tôi đi học từ tiểu học, bắt đầu học như là mẫu giáo đó, học ở Thị Nghè cho đến 1900, tôi đầu tiểu học cũng ngay ở đó và trung học cũng ngay Thị Nghè. Và ngay cả tú tài, lúc bây giờ tôi học tú tài là tôi học trường British Ký, thì tôi cũng đậu tú tài ngay ở tại cái vùng Thị Nghè, cho nên cũng có rất là nhiều kỷ niệm ở đó. Và nếu mà nói những cái kỷ niệm ở cái vùng đó thì tôi chỉ nhắc, tại vì lúc nãy tôi bước vào đây thì tôi thấy các chị ngoài này toàn là trường ở Trưng Vương, thì Trưng Vương thì ở sát bên với cái trường ở Trưng Vương. Nó gần bên sở thú mà hồi nhỏ tôi qua chơi gần như là hàng tuần như vậy đó. Và nó có một cái kinh nghiệm là lúc 55-56 tôi không nhớ rõ lắm, có cái nạn sập cái cầu, tại vì có cái hội chợ bên đó rất là nhiều người chết, có lẽ cái đó trong sách vở có ghi nhiều, từ đó những cái trường hợp đó. Và cái vùng đó thì tôi rất là quen thuộc, ở vùng Thị Nghè. Thành tôi ở đây rất là nhiều năm ở đó. Dạ vâng, thưa ông ơi, ông quê quán thì ở Huế và vào trong miền Nam và ở ngay vùng ngoại ô của Sài Gòn để trưởng thành và lớn lên. Nhưng mà chắc gia đình còn giữ được nhiều cái truyền thống. Ông có trong gia đình có cái truyền thống gì đặc biệt mà ông muốn chia sẻ ở đây không?
Thưa thì truyền thống gia đình thì gia đình của tôi ở ngoài Huế là một cái vùng làng quê rất là nghèo, cho nên đó thì đó là một lý do mà ba tôi lại phải vào Nam để mà sinh sống lập nghiệp sau khi học xong và có gia đình, có hai anh của tôi thì và có tôi và đứa em, thì ba tôi vào Sài Gòn dẫn hai người anh vô trong đó để mà lập nghiệp, còn tôi ở lại với mẹ và em cho đến 1939 tôi mới vào Sài Gòn. Thì những kỷ niệm ở Huế đó, thì ở một cái làng quê, cái làng đó kêu là làng Dưỡng Mông, thì thực sự là bây giờ không có nhớ nhiều kỷ niệm. Tôi vẫn có những hình ảnh của những cái một cái làng đặc biệt của miền Trung rất là nghèo, có những cái con rạch nhỏ người ngoài Trung kêu là cái hói, thì nó có những cái đường làng, cái đường mà đi không có xe hơi đi được, chỉ có xe kéo mà đi qua được thôi, những cái làng có đường rất là nhỏ. Tôi xin kể như thế này để mà có thể thấy rằng ở cái miền đó nó nghèo như thế nào và cái vấn đề học hành đó nó cũng ít. Năm 1942 thì mẹ tôi mất. Mẹ tôi mất thì bà cô tôi đến đem chúng tôi em, đứa em gái kế và đứa em nhỏ mà mẹ tôi sanh ra rồi bị băng huyết rồi mất, thì để về lại Huế, về lại cái làng đó để sống ở trong nhà. Còn cái nhà đó thì cái trường, cái làng của tôi ở chỉ tên lên lớp tới lớp lớp 2 mà thôi, tức là lớp chót rồi tới lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp nhất, thì ở làng đó chỉ có lớp chót và lớp 4, lớp 5 và lớp 4. Vâng. Mà tôi ở Sài Gòn thì 1942 tôi đã học tới lớp 3 rồi. Và về đó vì không có trường ở trong làng cho nên tôi lại học lại lớp 2. Mặc dù tôi ở lớp 3 nhưng mà muốn học lớp 3 thì phải đi lên một cái làng xa nữa. Cho nên ở nhà nói thì cũng không có chú trọng cái chuyện đó, thôi nó đi xa quá cho nó học lại lớp lớp 2. Vâng, kể thêm một cái chuyện nữa là rồi tôi ở đó đến 1943 thì lại đứa em bé của tôi mà mẹ tôi sanh mà mất thì cũng ở nhà quê không có thuốc men, dĩ nhiên là không có bác sĩ. Và em đứa em út của tôi đã mất thì chúng tôi lại trở về lại, bà cô lại đem về Sài Gòn. Thì về Sài Gòn thì tôi lại học lớp 3 nữa. Là tại vì học lớp 3 lúc đó về chưa xong. Vâng, thêm một cái thí dụ nữa để quý vị thấy rằng cái chị thấy rằng cái vấn đề giáo dục ở cái thời Tây đó nó như vậy, nó cũng cố tình phát triển mở mang cho mình. Thì về đó là 1943 và 44 thì tôi học lớp 3. Rồi đến 44, cuối 44 là lúc đó là đầu 45 thì là 1945 là Nhật đảo chánh Pháp, thì là chúng tôi phải chạy giặc. Rồi chạy giặc thì tới 45 và 46 lúc đó là không có học nữa. 46 tôi về, tôi lại học lại lớp 3. Vâng. Thành như vậy là tôi học lớp 3. Tôi học lớp 3 thứ 3 4 năm nữa. Đó như vậy đó, thì cái giáo dục cái hồi đó thì như vậy đó. Đó là cái vấn đề mà tôi nói cái vấn đề mà giáo dục là như vậy, và chúng tôi đã trải qua những cái thời gian chiến tranh. Lúc đó là Nhật, cái vùng ở Thi Nghè thì chắc cũng nhiều người biết là vùng Thi Nghè nó gần hải quân công xưởng hồi Tây, hồi trước của Pháp nó kêu là hãng Ba Son, là cái hãng để sửa tàu trên cái dọc sông của Sài Gòn, là có những cái tàu của Pháp rất nổi tiếng là Mốt Pique gì nó lớn lắm ở đó. Thì đó, vì vậy cho nên tôi ở đó tôi đã thấy hồi 40 đầu 45 đó thì Mỹ thả bom cái Ba Son hải quân công xưởng sau này đó. Thì đó tôi đã thấy những cái đó, và tôi thấy bom nó rớt cả một cái nhà thờ, phá sập luôn một cái nhà thờ một nơi gần tôi ở. Đó là những cái kỷ niệm như vậy. Còn những cái chuyện mà nó cũng bây giờ không nhớ hết những cái chuyện nào, nhưng mà có thể có cái dịp nào tôi nhớ thì tôi sẽ nói thêm. Thưa ông, thì gia đình ông như vậy, như ông nói là được bốn anh em thôi ạ.
Dạ vâng, thì đến lúc mà mẹ tôi mất thì là có bốn anh em, ba trai một gái. Và như vậy là lúc đó tuổi ông còn nhỏ lắm khi Lúc mẹ mẹ tôi mất tôi là tôi 8 tuổi, tám tuổi. thưa Dạ, chị. dạ Dạ vâng. vâng. Thế thì cái việc mà mẹ mất rồi thiếu thuốc men nó có ảnh hưởng gì trong cái đầu óc của ông, bởi vì sau này ông quyết tâm là đi học làm bác sĩ không? Có cái Vâng, thì đó cũng là một lý do mà thúc đẩy, mà thực sự thì nó cũng như thế này, là vì cái thời buổi đó thưa chị, là học hành cái thời của Pháp rất là khó. Chúng tôi đi học, chương trình của tôi học là hoàn toàn tiếng Pháp. Lúc đó chúng tôi phải nhớ những bài Maraisan, Maraisan Petain đó, tổng thống mà Petain mà lúc của cái chính phủ Vichy, tức là đầu hàng Đức rồi đó, thì là bên 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 Việt Nam là vẫn còn của Pháp đồ hộ, thì Maraisan Nuvola, những cái bài đó, hay là chúng tôi thuộc những cái bài của Pháp, cái lời đó hoàn toàn học bằng tiếng Pháp không mà thôi, không không có tiếng Việt. Thì nó sau này hồi đó thời cái vấn đề giáo dục rất là khó khăn, tại vì cái chế độ đô hộ của Pháp là một chế độ nó không có ngu dân, nó không có muốn cho mình học. Có, tôi xin nói như thế này, đến lúc mà tôi lúc đó ở Việt Nam cả ba miền đó thì chỉ có một vài nơi là có trường trung học mà lên tới tú tài mà thôi. Ở Sài Gòn thì có trường Petuskey, trường của Pháp là Saint-Cloud, Marie Curie và trường Gia Long. Còn ở Trưng Vương thì sau này thì ở Mỹ Tho, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng chỉ một vài trường trung học thôi, chỉ có một vài trường như vậy. Cho nên cái số sinh viên rất là ít, học sinh mà đậu tú tài rất là ít. Cho nên hồi nhỏ tôi cũng không bao giờ dám mơ tưởng tới cái việc đó, tại vì học hành rất là khó. Hồi tôi đi thi tú tài thì cả cả cái vùng Sài Gòn mà chỉ có được có hơn 100 người đi thi tú tài mà thôi, rất là ít. Cái Cho dân nên số Sài Gòn lúc bây giờ bao nhiêu ông có nhớ thưa không không? biết rõ được thưa chị, nhưng mà chắc cũng mấy trăm ngàn hay là cả triệu gì không có biết được, nhưng mà nó cũng lơ thưa lắm. Cả Sài Gòn Chợ Lớn là bao giờ người ta kêu cũng nói đi Sài Gòn, Sài Gòn Chợ Lớn đi chung với nhau, thì cái số người rất là ít mà đậu tú tài rất là khó. Nó cố tình nó làm như vậy. Cho nên chị có hỏi là cái vấn đề từ hồi mẹ tôi mất, vì cái vấn đề mà sanh em bé và bị mất là vì kêu là bị băng huyết đó. Mà hồi đó không có phương tiện, không có nhà thương, thì tôi còn nhớ bác sĩ đó Nguyễn Văn Bổn, ba tôi có kể lại thì tôi cũng biết, tôi cũng nhớ. Cái lúc đó tôi cũng 8 tuổi thì tôi cũng biết là vì mẹ tôi mất là vì cái thiếu cái phương tiện như vậy. Thì sau này đến lúc học được, may mắn mà tôi đậu được tú tài, thì đó là cái lý do mà một lý do mà thúc đẩy tôi. Ba tôi cũng khuyên tôi nên học về y khoa để mà giúp nhiều người như vậy, mà lúc đó quá trình rất là ít. Chứ với cái khả năng của tôi thì lúc đó tôi hướng về vấn đề khoa học và toán mà hơn hơn tôi học cái chương trình của tôi học là chương trình của Pháp mà về toán, thì tôi không tôi ý định là tôi muốn đi kỹ sư đó, nhưng mà cha ba tôi nói như vậy cho nên tôi đã. Thì chị cũng biết là cái thời đó cha mẹ nói mà đặt con đâu thì con phải nghe, thì tôi cũng đã ráng cố gắng tôi học. Và sau này cũng vì lý do mà mẹ tôi mất vì sinh em bé, cho nên sau này tôi lại chuyên về sản phụ khoa. Vâng, để nói sơ chị thấy là có một cái ảnh hưởng trên cái đường học vấn của tôi, mà tôi cũng rất là được may mắn mà có thể học được tới nơi tới chốn nhờ cái sự hy sinh của ba tôi. Mẹ tôi mất hồi ba tôi mới có ba mươi mấy tuổi, 37 38 tuổi, và ba tôi ở vậy cho đến khi ba tôi mất mà không có bước thêm một bước nữa. Thì đó là một cái sự hy sinh rất là lớn của những cái người Việt Nam như vậy. Và đặc biệt tôi cũng xin nói thêm, vì mẹ tôi mất cho nên bà cô tôi thì lúc bây giờ cũng không có ở với người chồng nữa, mà về thấy cháu nó như vậy cho nên bà cô tôi về nuôi cho tôi cho đến khi khôn lớn lên. Và đến ngày mà tôi 75 mà tôi đi qua Mỹ thì bà cô tôi đau rất là nhiều, mà tôi lần không biết làm thế nào được, và bà cô tôi ở lại và thiếu thuốc men và mất. Đó là một cái sự mà tôi suốt đời tôi cũng rất là bao giờ nhớ đến, cũng rất là buồn. Và mình cũng nói lên cái sự hy sinh của người Việt Nam mình trong vấn đề hy sinh cho con cái để ăn học. Đó là một cái điểm rất là quan trọng.
Ông có nhắc tới bà cô sau khi mẹ ông mất cũng đã đến hy sinh để giúp đỡ và bỏ cả gia đình như vậy. Bà cô có gia đình riêng hay không, mà có Dạ, con cái riêng không? thưa bà cô, tôi thì xin nói thêm cái chi tiết là lúc đó thì tôi chỉ nhớ nghe nói lại là bà tôi có gia đình, nhưng mà ông Dượng đó thì ông có vợ bé, cho nên bà cô bà bỏ luôn và về nhân cái dịp mà nuôi cháu luôn, và bà ở cho với tôi nuôi tôi, tại vì lúc đó bây giờ tôi còn nhỏ, con trai có hai người anh thì lớn rồi, thì bà rất là thương tôi, cho nên tôi có, lúc nào tôi cũng nhớ. Và hiện bây giờ ở trong trên ở nhà chúng tôi là đạo, không có phải có một tôn giáo riêng mà chỉ đạo thờ của ông bà, thì hình bà cô tôi cũng được để ở trên giống như là một người mẹ nuôi, ngoài những cái hình mà của ba mẹ tôi cũng như là của các ông bà. Mà cô không có con riêng của cô? Dạ vâng, không có. Dạ vâng. Coi như là ông được cái người mẹ thứ hai là dạ chính vâng, em đó bà em cô ruột của như là một người mẹ mà bà vừa cô mà vừa là mẹ nữa, dạ. Thành là cái rất là nhiều kỷ niệm với bà cô. Tôi nghĩ là người Việt Nam mình hy sinh suốt cả đời như vậy để lo cho con cháu tôi, điển hình ở trong gia đình tôi, ba tôi không lập lại gia đình, ba tôi cũng cao lớn lắm, mà ba mươi mấy tuổi, tôi cứ tưởng tượng nhiều khi tôi nói với nhà tôi đó, nghĩa là dĩ nhiên là ba tôi đã hy sinh tất cả cái cuộc đời, nhưng mà tôi thấy cái cuộc đời của ba tôi, của cô tôi không thấy có một cái gì cho chính mình, chỉ hy sinh cho con cái thôi. Vâng. Dạ vâng. Thưa ông thì ông cũng sống một thời gian rất là lâu ở Việt Nam, cũng trưởng thành ở Việt Nam, thì mà dù là ở Huế hay là ở Thị Nghè ở cạnh Sài Gòn đó, ông có hay tham gia những cái buổi lễ hội gì đặc biệt mà ông có thể kể ra để cho biết không ạ? Dạ vâng, thì Việt Nam cái thời nhỏ 45, 47 thì cho đến khi năm mươi mấy thì là cũng có những trường hợp mà có những cái lễ Tết lễ hội, cái Thị Nghè nó cũng nhỏ thôi, thì thường thường lúc đó đi đi chợ Bến Thành ở Sài Gòn chúng tôi đi rất là nhiều lần, nhưng mà thưa là lúc đó là đi bộ, không không có tiền để mà đi xe bus, cũng có xe bus nhưng mà thỉnh thoảng mới đi, hoặc là đi lúc về mệt quá thì ba tôi mới cho được lên xe bus, thì còn thường là cứ đi bộ từ Thị Nghè mà qua tới Bến Thành, tôi đoán vào khoảng cũng được 3-4 cây số, bên này có được 1-2 mai chứ mấy, nhưng mà đi lên Sài Gòn là mỗi chuyện rất là quan trọng. Nên đến đó thì cũng có chợ Tết, đi chợ Bến Thành rồi đi coi, cũng có chợ bông, cái đường hồi đó là đường Sạc Ne, là đường Nguyễn Huệ đó, thì tham gia những lễ Tết đó, hoặc là có những Trung Thu. Nhưng mà có cái đặc biệt là hồi đó mình không có nhỏ, nhưng mà không có đồ chơi, không có cái đồ chơi gì hết, không có. Mày chơi bằng cái gì ạ? Không thì đồ chơi mà tôi nhớ duy nhất lúc đó một vài cái là đánh, kêu là đánh trống ở trong Nam, cái đánh trống tức là ngoài Bắc là đánh căng đó chị, lấy cái cây dài, ngắn cây, cây dài cây ngắn được quay quăng dưới lên rồi đánh, cái chơi như vậy thôi, hoặc là bắn bi, hoặc là tạc thuốc lá, lấy mấy cái bao thuốc lá đó rồi đánh để thấy, với hoàn toàn không có những cái trò chơi hết. Bây giờ tôi thấy tôi mới có đứa cháu ngoài mà tôi không biết là nó có bao nhiêu đồ chơi, nó đầy chất nhà, nó đầy đem đến nhà tôi đầy, tôi thấy thiệt là tội nghiệp cái thời đó. Nhưng mà quá trình thì mình cũng không có nhiều quá nó cũng phí, ít quá thì cũng tội cho những cái thời gian đó, nhưng mà quá nhiều quá thì cũng cũng tôi nghĩ là nó cũng không có có giúp gì nhiều được hết trơn, cho nên nghĩa là có những cái sự sau này thì là trẻ em nó được nương chiều nhiều quá, thì còn hồi thời trẻ của tôi vậy, còn có những cái trò chơi nữa, trời cũng nguy hiểm lắm, nhân dịp mà nói nó có gần cái đường xe lửa thì lấy mấy cái nút phén đó chị, tức là mấy cái nắp của mấy cái chai bia đó, bỏ trên cho nó cán rồi dẹp ra rồi chơi như vậy thôi, hoặc là đi bắt dế, không có một cái trò chơi gì mà, hoặc là trời mưa thì ra tắm mưa ở ngoài đường, rồi nằm ở trên đường rồi tắm mưa như vậy đó, không có một cái trò chơi nào hết. Vâng. Thưa ông, trong gia đình thì
Người cha của ông thấy vẻ hy sinh rất nhiều cho con, không có lập gia đình để mà chắc là con không phải sống trong cái cảnh mẹ ghẻ con chồng. Như thế thì ông cụ nhà có dùng cái hình phạt gì hay cách gì để mà giáo dục con cái, hay cái cách giáo dục của ông là cái gì, thưa thưa ông? Vâng, thưa, thì quá trình những cái thời đó mà sao là lúc này lớn tôi nhớ lại thì cái cách giáo dục trong gia đình lúc đó hoàn toàn không không có thôi. Không có, tại vì không có sách vở nói, cũng không có người nào biết đi dạy con, thì chỉ cái nhiệm vụ của người cha là đi làm về và đem tiền lương về làm một ngày làm nó sáu một tuần làm 6 ngày, chỉ có ngày chủ nhật thì mới được nghỉ, mà ngày chủ nhật ba tôi là phải đi làm thêm. Tôi còn nhớ ba tôi, vâng, tôi cũng nhắc là ba tôi có làm thêm cái trường đua đua ngựa, thì ngày chủ nhật ba tôi phải đạp xe từ Thị Nghè mà lên, thưa chị biết cái trường đua Phú Thọ, nghĩa là mà đi xe đạp đó. Đi từ cũng 19, 10 giờ gì đi lên tới 7, 8 giờ tối về, thì không có cái ngày nào, không có thì giờ nào mà dạy được con hết trơn đó. Mà một cái điểm nữa là ba tôi rất là nóng, tánh rất là nóng. Cho nên mà mỗi lần mà nghe tôi ba tôi mà đem bà là rất là sợ. Tại vì không, bây giờ mình cũng biết là có cái phương pháp giáo dục con nít là không có, hồi đó mà hư cái là đánh đòn thôi. Gặp cái gì thì cầm roi thì là đánh roi, cầm tay thì quạt tay, thì hoàn toàn mình thấy. Nhưng mà sau này thì tôi thấy cái bên này nó đặt nặng cái vấn đề không có được trừng phạt, tôi thấy cũng chưa biết, không biết có nghiên cứu sao chứ cũng chưa chắc. Tại vì lấy cái cá nhân tôi thì ba tôi như vậy đó, rất là nóng nảy, không có dạy con, thành mình phải tự ráng mình lo, thấy cũng may mắn thôi. Ông có bị đòn bao giờ chưa? Ồ, nhiều lắm, tại vì tôi cũng nghịch lắm. Hồi nhỏ nghịch, hồi nhỏ tôi lại hay khóc nữa. Đó, thành tôi nhớ là ba tôi là mỗi lần mà như vậy thì là la rồi cái mẹ tôi phải bồng mà bỏ chạy đi ra, hoặc là lúc đó tôi còn nhớ còn nhỏ cái hình ảnh là ba tôi la, thì lúc đó còn ông nội tôi mất lúc tôi cũng 7-8 tuổi gì đó thôi, 8-9 tuổi gì đó. Mà hồi nhỏ mà nếu ba tôi đánh thì tôi lại chạy lên ông nội, ngồi trên lòng ông nội thế thôi. Thì là được ông nội che chở. Thành mình nói chỉ cái chuyện giáo dục hồi đó, tại vì cái thời tôi bây giờ năm nay tôi 77-78 tuổi rồi, thì mình nghĩ thử tưởng tượng cái hồi thời đó và thời Pháp thuộc đâu có được cái những cái sự giáo dục đó, sự hiểu biết nhiều để cái phương pháp mà dạy dỗ con cho nó đúng phương cách. Nhưng mà cũng may là cũng rất là may mắn cho tôi, mà tôi cũng không có, dù mẹ mất mà cũng được nên người. Thì tôi cứ nhìn tới ba tôi và tôi thấy bà cô tôi nuôi, thì tôi phải ráng hết sức mà để cho nó học được đó, thưa chị. Thưa ông, thì ở Sài Gòn từ những năm 30 mấy 40, sau này ông có dịp về thăm Sài Gòn lần nào chưa? Dạ thưa, từ hồi tôi rời Sài Gòn là 75, cái ngày cuối cùng, 29 tây tháng 4, 75 tôi còn nhớ rõ. Nhưng mà qua bên đây thì 2002 tôi được về Sài Gòn. Thực sự thì tôi không có muốn, tại vì bây giờ nó còn cái chế độ cộng sản đó, tôi không có muốn về. Nhưng mà vì sau này có một vài lý do, là vì tôi đi có những cái việc mà tôi muốn đi về trong một cái hội. Tôi cũng nói thêm là cái đi theo cái YMCA về bên đó để mà đi xây trường. Tại vì tôi thấy cái vấn đề mà giáo dục nó rất là quan trọng, thì tôi về lần 2002. Và lúc bây giờ cũng xin nói thêm là tôi có đứa con làm việc bên đó. Đứa con tôi là Tini, Trần, thì không biết là chị có được nghe cháu nó làm cho cái Associated Press ở Hà Nội, thì tôi về để chăm con. Và về cái lo cái vấn đề giáo dục thì tôi mới về. Chứ thật sự tôi không có muốn về lúc mà còn chế độ đó. Và 2005 cũng vậy, cháu Tini vẫn làm ở đó, và tôi có đứa con trai về làm volunteer ở bên đó. Tôi khuyến khích các con cái tôi về và giúp đỡ. Thì cho nên đó là hai cái lần đầu tiên, hai cái lần
mà tôi về Sài Gòn là cách nhau, để về sau 1975 là 2002 và 2005. Dạ vâng, thưa ông, muốn hỏi ông một cái câu hỏi như này. Ông so sánh Sài Gòn những cái năm 40 mà ông còn rất trẻ đến Sài Gòn năm 1975, rồi sau đó là Sài Gòn năm 2002 và 2005, dưới cái mắt ông cái sự khác biệt như nào? Cái so sánh đầu tiên là từ khoảng 40 cho tới 75, Sài Gòn có thay đổi gì nhiều lắm không? Thưa, cái lúc tôi 2002 thì cũng có thay đổi nhưng mà chưa có nhiều lắm, cũng có một vài sự xây cất, nhưng mà có những cái sự thay đổi thì lúc đó cũng còn, tôi cũng còn biết ra được những cái đường phố, những cái đường tránh, thí dụ như đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, đường Lê Thánh Tôn, nó vẫn còn một vài cái tiệm như là Broda hay là Caravan thì tôi vẫn thấy còn, nhưng mà còn đi những cái vùng khác thì nó thay đổi rất là nhiều. Như lúc nãy tôi nói là tôi ở bên Thị Nghè thì lúc đó đi xuống dưới đó thì phát triển rất là nhiều, nó thay đổi, nhưng mà nó mình cảm thấy một cái rất là xa lạ. Mình mặc dầu tôi, như tôi có nói là tôi ở Sài Gòn từ 1939 cho tới 75, mà nhất là cái vùng Thị Nghè thì tôi ở từ 39 tới 75, tức là hai mươi mấy năm, trừ một số năm tôi ở bên Tân Định thì tôi vẫn đi về bên Thị Nghè. Nhưng mà tôi thấy nó có những sự thay đổi và tôi thấy nó lạ, mình thấy lạc lõng, những cái người chung quanh nó phát triển một cách xô bồ, và mình có cảm tưởng mình như là một không phải thuộc tôi thuộc ở đó nữa rồi. Đó là những cái cảm giác mà rất là buồn, nó thay đổi nhiều. Và tôi lại nghe, đặc biệt là có những cái ngôn ngữ của những người mà nói chuyện với nhau đó, tôi thấy nó khác lắm. Họ dùng những cái tiếng khác lạ mà mình không có quen. Nhiều hồi trước có những tiếng mình không có từ quen, hồi trước mình dùng những tiếng khác, bây giờ những tiếng khác. Thì về bên đó, cái cảm giác của tôi là mình thấy rất là lạc lõng, mặc dù cái nơi đó tôi đã sống rất là nhiều năm. Thì đó cũng là một cái, sau này tôi cũng có học nhạc cho nên tôi cũng có viết bài nhạc, tôi cũng nói những cái cảm tưởng, những cái cảm tưởng mà tôi về Sài Gòn cũng như là tôi đi ra Hà Nội, tôi cũng có những cái cảm tưởng như vậy, hoàn toàn nó khác. Tại vì cái hồi đi học thì có đọc những cái sách về của Tự Lực Văn Đoàn, mình nghe nó tả Hà Nội bằng ngàn năm văn vật, những cái cảnh Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, Chùa Ngọc Sơn. Nó bây giờ mình về thì nó cũng có, họ cũng sửa, nhưng mà nó bị sơn phết là, và đặc biệt là cái giọng nói Hà Nội nó không còn nữa. Tại vì ngày xưa tôi đi học thời sinh viên thì lúc đó có cái phong trào di cư vào đó, thì là có các cô nói giọng Bắc thì nghe rất là hay, bây giờ nghe cái giọng hoàn toàn khác hẳn nữa. Từ đó là cái sự thất vọng. Và tôi không muốn nói những cái ngôn ngữ họ dùng nó một cách nó xô bồ và nó không có một cái chút nào văn chương, và có thể nói là nó dùng những chữ rất là dễ dàng mà nói cái văn tục với nhau đó, thành nó không còn những cái hình ảnh mà mình tưởng, cho nên thật là thất vọng. Thưa ông, nói là ông có sáng tác nhạc và nhất là ông có làm hai bản nhạc để nói về cái cảm nghĩ của ông khi ông trở lại Việt Nam. Ông còn nhớ không? Có thể hát một hai câu mà ông... Dạ vâng, thì vâng, những bản nhạc đó thì nếu có tôi có làm được hai cái CD. Thì trong đó có một cái bài Tôi Về Hà Nội. Và một cái bài là Sài Gòn Còn Đó Niềm Đau. Thì tôi có làm những cái CD thì cũng đã được phát hành, nhất là cái CD thứ hai này cũng có những cái ca sĩ khác. Nếu có dịp thì cũng sẽ phổ biến, nhưng mà tôi không phải là một ca sĩ nên tôi không dám hát. Nhưng mà những cái bản nhạc đó, như cái lời hát đó, cái lời của bài cái hát. Lời thí dụ như là về Hà Nội, về Hà Nội thì là về, tôi không nhớ rõ những cái lời, nhưng mà chỉ nhớ mình nói những cái cảnh buồn, mình thấy những cái cảnh của Hà Nội. Tôi về Hà Nội một chiều nắng phai, nhìn lá vàng bay, đại khái là những cái lời như vậy. Còn ở Sài Gòn thì
Chiều nay tôi về thăm Sài Gòn, lê bước chân mỏi mòn trên thành phố thay tên, vâng, không còn là Sài Gòn nữa. Tìm em thì tìm đến những cái quán cũ, con đường thì đổi tên, thành phố thì thay tên, con đường thì cũng đổi tên, và những cái quán cũ cũng không còn nữa, thì mình nhớ những cái kỷ niệm, không còn nhớ cái tượng ở bờ sông, tượng của Đức Trần Hưng Đạo đó, thì là nó còn với hình ảnh như vậy, thì nghe những cái tiếng nhạc, cho nên mình cảm thấy là một, trong đó có cái câu tôi nói, ngờ đâu mình thành là một người khách lạ, và ở nơi cái quê hương của mình Chính trên quê đó. hương của mình. Dạ vâng. Thưa ông thì ông học y khoa ở trường Đại học Y khoa Sài Gòn hay Dạ vâng, tôi học Đại học Y khoa Sài Gòn 1954, sao tức là năm đầu tiên năm PCB thì ở Đại học Khoa học, ạ? rồi qua năm thứ nhất Y khoa là đường Trần Quý Cáp, hồi trước là đường Testa, cho đến khi ra trường 1961. Rồi Ông tôi có phải vào quân đội không? thưa thì sau đó thì cái trường hợp vào quân đội tôi cũng hơi đặc biệt. Năm đó thì chắc chị cũng còn nhớ là 1900 tháng 12 1960 là mặt trận giải phóng, người miền Bắc đã vua và lập mặt trận giải phóng miền Nam, cho nên đầu năm đó Tổng thống Ngô Đình Diệm đã động viên, cho nên cái lớp chúng tôi đã được nhập ngũ, mặc dù tôi không phải là trong quân y nhưng mà tất cả đều phải gia nhập quân đội, và tôi đã vào gia nhập vào binh chủng Biệt động quân và là y sĩ trưởng ở trong của cái đơn vị Biệt động quân rất là khá lâu. Bao nhiêu năm ạ? Thưa từ 1961 cho tới 65, Dạ vâng. rồi sau đó tôi sẽ về lại vùng 4 để làm y sĩ trưởng ở dưới quân đoàn 4, và sau đó được biệt phái về làm trưởng ty y tế Quảng Nam, cái vào cái thời kỳ Phật giáo đó. Rồi sau 1900 cuối 66 thì tôi là về làm trưởng ty y tế ở Kiên Phong, Cao Lãnh, và sau đó thì tôi có ra ứng cử hội đồng tỉnh. Vâng. À, vâng, thưa ông thì ông có thể cho biết ông phục vụ trong quân đội khá lâu dưới coi như một y sĩ thì ông có thể cho biết cái medic tức là cái medical operation của quân đội lúc bây giờ nó như thế nào, ông có được đầy đủ dụng cụ không, ra chiến trường nó như thế nào, công việc của một Dạ bác vâng, sĩ thì là. lúc bây giờ đó là thời kỳ tôi vào là 61, thì lúc đó chiến tranh nó chưa có mở rộng nhiều và quân đội mình cũng chưa có phát triển nhiều, cho nên những cái sự trang bị mà tôi là cái thành phần đi hành quân theo một cái mới đầu là một liên đội, tức là có 3 đại đội, thì trong đó dĩ nhiên mình trang bị không có nhiều lắm, một cái tiểu đội về cứu thương thì có những y tá đem những thuốc men, một số thuốc men về để mà cấp cứu. Rồi sau này thì lần lần nó mới tăng lên là tiểu đoàn, cấp tiểu đoàn thì nó có nhiều hơn, và sau này thí dụ như của Biệt động quân thì nó có những cái liên liên đoàn là nhiều tiểu đoàn, thì lúc bây giờ bác sĩ mới được trang bị nhiều và họ sẽ đóng ở những cái nơi mà hơi cố định, còn chúng tôi là những cái đơn vị lưu động phải đi theo, cho nên cái sự trang bị không có nhiều, lúc đó thì cũng phải nhờ, nếu những cái việc tải thương thì phải nhờ tới trực thăng để gọi đi về. Lúc đó trong những các cái đi hành quân như vậy, liên đội hay là tiểu đoàn thì là có các cố vấn Mỹ, thì nếu cần thì họ sẽ gọi trực thăng đến để tải thương, còn những nhẹ thì mình đem về. Dạ vâng. À, thưa ông thì lúc mà cái chính biến năm 1963 mà họ lật đổ ông Diệm đó thì lúc bây giờ ông đang ở đâu và ông nghĩ gì về cái cuộc chính biến đó? 1963 thì tôi còn ở Biệt động quân, và tôi đóng ở cái trại ở gần trường Petoskey. Ở đó thì lúc đó tôi còn nhớ 1963 thì là lật đổ nhiều, nó có hai cuộc chính biến từ 11 tháng 11 60 là do Nguyễn Chánh Thi, rồi sau đó 1963 là 1 tháng 11 63 thì lật đổ ông Diệm.
Thì cái câu hỏi như thế nào? Câu hỏi là ông nghĩ gì về cái cuộc chính biến đó, và ông có mặt, ông có nhìn thấy những cái gì xảy ra trong cái cuộc chính biến không, và ông nghĩ gì về cái cuộc chính biến đó? Vâng, thì lúc đó là do mình biết lúc bấy giờ là cái có những cái vấn đề mà tôn giáo và có cái sự theo những cái báo chí, những tin tức có những cái đàn áp Phật giáo từ xảy ra từ mùa Huế rồi nó lan rộng vào trong này, thì sau này có những cái Phật giáo họ nổi lên họ chống, và tôi không có được nhìn thấy cái vấn đề mà cái tôi biết cái nơi mà Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết tự thiêu, đó là trên Thích cái Quảng Đức đường chưa à? Hay Thích Tịnh Khiết Thích Tịnh Thích Quảng Đức ạ. Thích Quảng Đức, Vâng 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 xin lỗi, vâng. đường Thích Quảng Đức tự tự thiêu ngay ở trên đường Lê Văn Duyệt, và một góc đường ngay một bên đó tôi nhớ là có cái tòa đại sứ của Công Biên. Dạ. Thì đó là những cái vấn đề do cái vấn đề Phật giáo, Vâng. thì vì do cái vấn đề mà người ta chỉ trích của gia đình trị hay là và đàn áp tôn giáo cho nên mới xảy ra cái việc đó. Lúc bây giờ là tôi cũng không có tham gia vào những cái việc mà trong cái chuyện mà lật đổ đó, tại vì là một quân nhân, nhưng mà tôi cũng cảm thấy rằng cái vấn đề mà điều khiển cái trong cái thời gian đó thì có cái chế độ gia đình trị, nhất là của bà Ngô Đình Nhu, thì tôi cũng xin nói một cái điểm như thế này. Cái việc này tôi chỉ nói là tôi biết là hồi lúc đó tôi ở trong gia đình bà cô tôi đó, bà cô mà người nuôi tôi, thì bà cô tôi hay đi chùa, bà là người Phật tử ở người Huế, rất là nhiều người đi Phật, thì bà cô tôi hay lên chùa Xá Lợi, và tôi có chiếc xe thì đưa ngày ngày thứ bảy chủ nhật gì đó đi lễ thì đưa lên xe, thì hôm mấy hôm sau thì tôi được ở bên an ninh quân đội nên nói là sao lại có xe tôi đi ở trên cái chùa Xá Lợi đậu ở đó. Tôi nói tôi thì không phải là Phật tử nhưng mà cái xe đó là của bà cô tôi để đi chùa thì nó đưa đi thôi, thì như vậy thì chứng tỏ là lúc bây giờ đã có những cái sự theo dõi những cái người mà đến chùa. Thì đó tôi chỉ thấy, tôi thấy một cái chi tiết đó là riêng xảy ra cho tôi, tức là đã có những người đã để ý theo dõi những cái những người nào mà đến các chùa chiền hay là những quân nhân ở trong quân đội mà có thể đi theo bên phía Phật giáo gì đó. Thì cái nhận xét của tôi, thì còn cái chuyện mà nó xảy ra là cái chuyện lịch sử, chắc là sau này lịch sử sẽ phán xét lại cho tôi, không có dám có ý kiến. Dạ vâng. Đó là những việc tôi chỉ nhận thấy được. Vâng. Thì thưa ông, thì trước 63 và sau 63 ở trong ông ở trong quân đội mà phục vụ trong ngành quân coi quân y, thì ông có thấy cái sự gì khác biệt không trong cái ngành nghề của ông và những cái chuyện mà người ông phục vụ, những chuyện chung quanh của ông và sau trước và sau 63 có gì khác biệt không? Trước thì trong ngành thì lúc đó tôi vẫn sau 63 thì tôi vẫn tiếp tục ở trong của biệt động quân, và lúc bây giờ chiến trận nó đã được phát, vì ở ngoài kia mặt trận giải phóng miền Nam đã có những quân đội chính quy vô, thì có những cái trận đánh lớn hơn cho nên nó và lúc bây giờ 1964 65 thì Mỹ bắt đầu đổ bộ, thì chiến tranh nó sẽ mạnh lên cho nên cũng có những cái sự đụng độ nhiều, những chiến trận rất là nổi tiếng ở trong cái thời gian đó, và càng ngày thì cái mức độ chiến tranh nó càng khốc liệt hơn nữa. Dạ vâng. Cái số của người lính miền Nam Cộng Hòa chết có đông không? Và ông mỗi lần mà nhận binh sĩ như vậy thì cái suy nghĩ cảm tưởng của ông như nào? Họ thấy thấy họ những người lính đó họ hy sinh như vậy có quá nhiều không? Dạ. Lúc như tôi nói, cái lúc mà tôi ở bên biệt động quân đó thì cái thời gian đó cái mức độ chiến tranh nó không có nặng nề lắm, cho nên cái số lượng thương binh thì cũng ít hơn ít thôi. Sau này mà khi mà tôi không còn ở
trong bệnh quân, và lúc mà tôi về làm trưởng y tế thì lúc bây giờ 67, 68, 69 thì lúc đó là mức độ rất là mạnh, cho nên thương binh đem về rất là nhiều. Và ngay cả cái bệnh viện tôi làm ở dưới Cao Lãnh, một bệnh viện nhỏ, phải có thiếu bác sĩ nữa, bệnh viện tôi là được tăng cường của những bác sĩ của đại hàng qua nữa. Và nhiều khi là bệnh nhân mình thương bệnh binh đem về, mình không có lo xuể, phải có đi tải thương về bên Cần Thơ, mặc dù đã có các bác sĩ đại hàng phụ giúp thêm nữa. Thành cái chiến trận đó rất là nặng. Và dĩ nhiên là những người thương bệnh binh càng ngày nó càng nhiều. Thưa ông thì ông nghĩ gì về chiến tranh Việt Nam? Về chiến tranh Việt Nam là tức từ sau 75 hay là trước, sau 54 hay là trước? Là cuộc chiến tranh Việt Nam đây định nghĩa theo người Mỹ đó, tức là từ năm 54 tới năm 75 đó. Tức là có sự chỉ muốn nói từ 54 tới 75. Dạ vâng. Nhưng mà trước đó cũng có chiến tranh giữa giữa Việt Minh với Pháp. Việt Minh với Pháp. Dạ vâng. Thì vâng. Ở đây mình muốn nói đến cái cuộc chiến tranh mà ý ở đây, bởi vì ở đây là cái chương trình gọi 500 lịch sử phỏng vấn của người Mỹ gốc Việt. Thành ra từ năm 1954 trở lại đây cho đến 75 thì định nghĩa là cuộc chiến tranh Việt Nam đối với người Mỹ. Nhưng mà trước đó thì tất nhiên Việt Nam cũng đã chiến tranh để giành độc lập với người Pháp vân vân và vân vân. Như ở đây tất nhiên nó phải có cái đầu nó mới có cái đuôi. Như ở đây mình muốn nói là cái chuyện cuộc chia đôi đất nước ra, rồi bên miền Nam đánh miền Bắc đánh miền Nam vân vân đó, thì ông cũng có tham dự trực tiếp qua vấn đề làm người y sĩ, thì ông suy nghĩ gì về cuộc chiến tranh đó, cái cuộc chiến tranh đó nó đã xảy ra như thế nào, cái lý do mà nó xảy ra ra sao, và nghĩa là cái kết cục của nó thì ông nghĩ như thế nào? Vâng, thì sau 54 chắc chúng ta cũng đều biết lúc đó đã ký hiệp định đình chiến ở Geneva và có 2 năm để mà tổng tuyển cử. Nhưng mà cái vấn đề đó chính trị thì mình cũng không có xem bao nhiêu, mình cũng không biết rõ. Và trong miền Nam mình không có cuộc tuyển cử là tại vì có nhiều lý do mình không biết, nhưng mà bên kia nó cố tình thế nào nó cũng quay lại miền Nam và nó để những người nằm vùng ở lại. Cái việc đó thì tôi cũng biết là tại vì làm việc ở dưới các tỉnh thì mình biết là có những người nằm vùng, vì vậy cho nên mới có những cái chương trình mà để mà Phượng Hoàng để mà bắt họ. Thì sau 75 mà còn nói chiến tranh Việt Nam giữa Nam và Bắc thì là miền Nam thì là được Mỹ yểm trợ, và ngoài miền Bắc thì là được cái khối cộng sản. Thì ở trong miền Nam, người Mỹ họ vô trong Nam thì theo cái suy nghĩ của tôi đó là Mỹ họ có một cái chiến lược của họ. Tại lúc đó bây giờ chúng ta cũng biết rằng miền Nam Việt Nam mình là chia làm hai, miền Nam Bắc cộng sản và quốc gia, thì nếu mà nó lấy được cả miền Nam thì nó sẽ cộng sản hóa cả Cao Miên, Lào, Thái Lan, thì nó có là chiến dịch domino. Cái đó mình cũng chỉ nói sơ qua như vậy. Thì Mỹ nó vào đó tại vì họ muốn ngăn chặn cái sự bành trướng của cộng sản. Lúc bây giờ bên bên Đông Âu thì nó đã chiếm nhiều, thì bên này nó cũng muốn chiếm miền Nam Việt Nam. Thì tôi nói là vì cái quyền lợi của Mỹ mà nó vào trong miền Nam của mình, cho nên cái lúc mà nó vào trong miền Nam của mình cố tình để mà ngăn không có được thông tín miền Nam, cộng sản miền Bắc không thông tín được miền Nam. Nhưng mà sau khi có thể là có một cái sự, sau khi mà Kissinger đi qua bên Tàu và hai bên đã nối lại với nhau, thì họ thấy là cái nhiệm vụ của họ đó là xong, có thể ngăn được là để mà chống với Bắc tay với Tàu, để mà chống được Nga và cộng sản không bành trướng được, thì họ rút lui. Mặc dầu kêu lò thất bại, nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với một nước lớn như là nước Mỹ thì họ cũng không nghĩ rằng cái chuyện mà họ thua trận đâu, mặc dầu họ rút lui. Họ cũng nghĩ rằng sau này thì đến lúc nào họ cũng sẽ trở lại thôi. Và cái việc đó bây giờ mình cũng đã thấy như vậy. Thì bây giờ Việt Cộng vẫn còn đi theo, cần cái sự giúp đỡ của Mỹ để mà cái chương trình hiện bây giờ đang diễn tiến như chúng ta cũng đã thấy đó. Thì tôi nghĩ là cái người Việt
Mỹ nó vào xứ Việt Nam là vì cái quyền lợi của họ thôi. Còn cho nên mình sau này mình nếu mình có dịp mình làm cái gì mình cũng ráng tự lực cánh sinh, chứ không thể để mà nhờ một cái người ngoại quốc mà giúp đỡ như vậy. Cho nên cái sự chiến đấu sau này nếu mình mặc dù mình tự lực để trong đó để mình có thể chống lại, chứ còn mình cũng không thể trách được người Mỹ là vì họ là vì cái họ phải nghĩ tới cái xứ sở của họ. Cho nên bây giờ, nhưng mà dù sao thì tất cả những người mà chúng ta thì nằm qua đây, chúng ta cũng cảm ơn nước Mỹ đã tiếp đón rất là nhiều người đồng hương của chúng ta qua nhiều chương trình đó. Và bây giờ mình mới có thấy là mình có thể có dịp mình trở lại một ngày nào đó, có thể trở lại bên Việt Nam của mình, thưa chị. Thưa ông thì, theo ông thì vì sao miền Nam của chúng ta bị thua? Thì Việt Nam mình thua thì có những cái báo chí phản chiến nó chê trách, nói là mình không đánh, nhưng mà cái chuyện là bây giờ càng ngày cái việc đó nó đã được lộ rõ là chúng ta chiến đấu rất là hùng cho tới những giờ phút cuối mà không có súng đạn thì làm sao được. Chiến tranh của chúng ta, chiến tranh thì phải nhờ tới súng đạn tiếp liệu, mà họ đã cắt đứt cái viện trợ, họ Việt Nam hóa chiến tranh, họ rút lui, thì mình không có đầy đủ mà mình sẽ thua thôi. Cái chuyện đó là một cái việc đương nhiên. Mà trong cái bên kia thì là tiếp tục Trung Cộng và Nga vẫn tiếp tục yểm trợ bên đó, chứ còn không phải là những người của mình đã không có chiến đấu. Bằng chứng là mình cứ biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh bên đó, và mình không có muốn cái chế độ cộng sản, cho nên vì vậy mới có cái phong trào, mình mới có những cái phong trào mà thuyền nhân để đi qua bên này. Và bây giờ thì mình cũng, nếu mà nói rộng thêm chút nữa đó, thì qua cái những cái sự xáo trộn, những sự lật đổ chế độ độc tài bên đó, ở bên Trung Đông, ở bên Bắc Phi, thì mình hy vọng là cái chương trình cái đó nó cũng sẽ lan rộng tới bên nước Việt Nam, và có thể một ngày nào đó thì chắc cái chế độ cộng sản nó cũng sẽ bên Trung Cộng, chỉ còn có mấy nước, mấy cái nước nhỏ thì không kể làm gì, nhưng Trung Cộng Việt Nam thì tới lúc nào cái dân chúng mà nó không chịu được nữa, nó cũng sẽ nổi dậy, và mình cố gắng mình làm cái gì để giúp được như vậy. Thì một hy vọng tương lai để mình có thể trở về là được. Tôi cũng nhân dịp này tôi cũng xin nói thêm là trước đây thời gian cái lúc mà qua Mỹ 1975 đó, thưa chị, là cái Tết đầu tiên đó, lúc đó bỏ hết cả quê hương, xứ sở, gia đình, bà con, anh em, nhất ví dụ trong trường hợp của tôi là có bà cô tôi ở lại mà không có thể đi được. Đó, mình thấy mình mất hết tất cả. Cái Tết đầu tiên rất là hai vợ chồng ngồi với nhau muốn khóc, là tại vì mình không chưa phải là người Mỹ, không phải là người Mỹ, mình cũng không phải là Việt Nam nữa, mà tại vì Việt Nam mình đã bỏ đi, mình mất xứ rồi. Mình không bao giờ mình có ý tưởng, mình nghĩ rằng có một ngày nào mình có thể trở về lại. Nhưng mà cái sự diễn tiến của lịch sử bây giờ, chúng ta cũng biết bây giờ chúng ta đã có một thực thể đây rất là mạnh, bao nhiêu triệu người của hải ngoại, và bây giờ cái chế độ bên đó do những cái sự phát động của nhân dân cách mạng ở các nơi, thì hy vọng hồi đó là tôi nghĩ rằng không bao giờ mình có thể nghĩ rằng sau này mình sẽ có một cái một số người đông như vậy, và mình có những người con em chúng ta nó thành công thế này, và mai mốt mình có thể trở về lại được. Và tôi hy vọng với cái tuổi này tôi cũng hy vọng, mấy năm trước đây thì không có hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng là trong một vài năm tới nữa, nếu tôi có thể sống được thì có thể trở về lại Sài Gòn với cái tên Sài Gòn. Tôi cũng có cái này, tôi cũng xin nói một cái vấn đề mà rất là hơi riêng tư chút xíu, là tôi mong muốn tôi được chôn ở Sài Gòn, ở Huế, là nơi ông bà cha mẹ tôi đã có một cái mảnh đất của nghĩa trang gia đình để về đó. Và cho tới bây giờ đó, hiện bây giờ đó, tôi cũng đã nói với các con gái tôi cũng như là nói với trong gia đình, và tôi để trong cái chúc thư là tôi muốn được đem cái
trò của tôi, nếu tôi có mất ở đây, đem cái trò về chôn lại cái chỗ đó. Và các con tôi cũng đã biết cái ý định đó, nhưng mà mới gần đây thì tôi lại hy vọng hơn, có thêm một vài năm nữa việc đó nó có thay đổi và tôi có thể về sống những ngày cuối cùng ở bên đó và có thể chôn tại đó nữa. Mà một cái việc mà sở dĩ mà tôi có cái ý định đó là như vậy, tôi muốn để cho các con cái tôi nó nhớ đến cái xứ sở của mà nơi nó đã chôn nhau cắt rốn. Ba đứa con tôi, ba đứa bên đó, có một đứa sanh bên này, nhưng mà nó cũng biết cha mẹ nằm ở đó để nó nhớ tới xứ sở mình nữa, thưa chị. Dạ vâng. Thưa ông thì ông lập gia đình vào năm nào ạ? Thưa tôi lập gia đình 1968, mẫu thân đó chị. Dạ, mẫu thân. Cái làm sao ông bà gặp gỡ được nhau và quyết định đi đến? Dạ vâng. Vâng, hỏi thì tôi xin nói thì cái chuyện của chúng tôi cũng hơi đặc biệt chút xíu. Tôi gia đình tôi quen với gia đình nhà tôi rất lâu, người Huế. Ông nhạc tôi thì là hồi đó làm việc ở Huế là Đà Nẵng, ông là thị trưởng của Tran, hồi đó còn tiếng tiếng Pháp. Thì là lúc vô Sài Gòn thì là tôi biết nhà tôi, xin lỗi, lúc đó nhà tôi vào khoảng độ nghĩa là thấy hồi nhỏ 9-10 tuổi gì đó, rồi lớn lên lần hai gia đình quen qua lại, rồi một cái sự gặp gỡ đó là tôi đi dạy ở trường Gia Long. Thì nhà tôi một năm, cái năm cuối cùng năm lớp 12 thì nhà tôi ngồi trong cái lớp tôi dạy. Rồi sau đó nhà tôi đi qua Mỹ học. Mối tình thầy trò mà. Thưa thiệt ra không phải, nếu mà nói nhà tôi thì sợ tiếng nói, nhưng mà ngại tiếng nói, nhưng mà thiệt ra không phải thầy trò, tại vì nó, tôi kể cái lý do như thế này là vì tôi chưa bao giờ tôi bằng thầy hết trơn ấy. Mặc dù tôi dạy trong lớp và tôi cũng chưa bao giờ tôi gọi nhà tôi lên trả bài hết. Là vì như thế này là đó, vì cái cấn cái là nếu mà tại vì ở nhà quen biết nhau trước rồi thì cũng gọi là đến gọi là tên hay là gọi tôi bằng anh. Tại vì bà chị của nhà tôi thì lại học y khoa cùng với tôi. Cho nên tôi không có gọi nhà tôi lên trả bài. Tại vì lên đó về thưa thầy rồi, thưa thầy rồi con thì cũng được. Mà nhà tôi, mà chính vì nhà tôi không có gọi nhà tôi lên trả bài, cho nên kỳ nào đó nhà tôi cũng sợ gọi lên trả bài, cho nên học thuộc bài thuộc. Mà tôi nghĩ là đó cái công của tôi, vì vậy nhà tôi học giỏi và thi đậu, tôi nói đùa. Rồi sau đó chứ hoàn toàn thì trước đó là chỉ sự quen biết bên gia đình. Rồi nhà tôi đi học bên Mỹ và tới 1963, tức là cái thời gian mà trước đảo chánh tháng 8, tháng 9 gì đó thì đi qua Mỹ để học. Nhập trường rồi đến lúc 60, gần 68 thì tỉnh về, nhưng mà vì cái tổng công màu thân cho nên ở lại, và 68 thì về, chúng tôi mới lập thành hôn vào cuối 68, cũng là năm màu thân luôn. Vậy ông bà, như ông bà nói là có ba người con, hai người sanh ở Việt Nam và ba người. Hai gái một trai sanh ở Việt Nam. Và cái cô Úc thì cái lúc mà thưa, cái lúc mà 30 tháng 4 thì lúc đó là nhà tôi đi, tôi cũng xin nói thêm một chi tiết là tất cả hai vợ chồng mà có ba đứa con mà nhà tôi lúc bây giờ đang có thai nữa và đang bị tức là bị trúc sympathetic, tức là morning sickness, tức là bị thai nó hành đó, thì cái lúc mà chạy trên đó tôi phải ôm ngén, vâng, phải mang thuốc ra để mà chích trên đó để cho nó thành ra cái đứa con út thì sanh được ở bên Mỹ. Và thêm cái đặc biệt là lúc đó tôi mới qua, tôi qua tới Mỹ là tháng 6 ở một cái làng rất là nhỏ. Tháng 6 75 ở một làng rất là nhỏ. Rồi tại tới thành phố nào? Tại tiểu bang nào? Ở tiểu bang Alabama, một cái làng mà nó nhỏ mà mở một cái map mà không có chi tiết lắm. Thì không thấy tìm thấy cái làng đó, cái nhỏ tên là Mary, có 911 người dân thôi. Ở cái làng rất là nhỏ, không có một cái gì hết trơn. Không có nhà thương, không có gì có, phải đi nhà thương, phải đi tới một hai chục mai nữa. Thì cái lúc nhà tôi chuyển bùng đó thì tưởng là buổi sáng hôm sau sẽ đi lên nhà thương,
Bây giờ nhà tôi thấy là nó đã đau bụng nhiều quá, thì lúc bây giờ tôi chính tôi đỡ đứa cháu út. Này. Và để cháu út là bây giờ nó là Thì cứ qua đây bao nhiêu năm thì nó bao nhiêu tuổi, qua đây 36, gần 36 năm thì cháu mới được là 35 tuổi mấy đó. Dạ vâng. Vâng, đó thì có một cháu sanh ở ở Mỹ, còn ba cháu ở bên kia. Dạ vâng. Thưa ông có thể kể cái hành trình của gia đình ở rời Việt Nam vào ngày nào và cái đi bằng phương tiện nào và cái hành trình nó ra sao? Dạ vâng, thì là ngày sáng ngày 29, tối 28 thì tôi nhớ dường như là thả bom ở phi trường, cho nên không còn nghĩ tới cái vấn đề mà đi đằng đường hàng không nữa rồi. Cho nên ngày 29 thì tôi nhớ rất là rõ ngày đó. Thì ngày đó là bị giới nghiêm, thì tôi đưa hết, tôi có chiếc xe ra Đà Lạt, thì tôi chạy đi, tại vì có nhiều người nói là có thể tới, họ sẽ giúp vô cái tòa đại sứ Mỹ, thì chở các tôi đi trên xe đó, hai vợ chồng, ba đứa con, với có một chú em của tôi đi theo lái xe, làm với mục đích là đi, nếu mà tôi đi được thì lái chiếc xe đó về, thì đi ngang lúc mà tới tòa đại sứ đó thì đậu xe ở ngoài và mọi người chen vô. Chắc chắc chị cũng thấy là mỗi năm mà tới 30 tháng 4 nó chiếu cái hình ảnh mà nó leo tòa đại sứ gần bên cái cảnh sát quận nhất đó. Họ leo hàng rào vô thì chúng tôi chen vô, có một chi tiết rất là đặc biệt, thì tôi có ba đứa con, thì thằng con trai nó mới có chưa đầy 10 11 tháng gì đó, nó sanh tháng 5 và lúc đó là cuối tháng 4 11 tháng, thì tôi bồng nó chưa biết đi. Nhà tôi thì dẫn một đứa thứ nhì nó được gần 3 tuổi thì dẫn vô, thì chen chúc vô như vậy thì còn sót lại một cái cháu lớn 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi. Lúc mà chen vô đó thì chen vô tòa đại sứ thì cái cửa nó thủy quân lục chiến đứng nó giữa, lúc mà chúng tôi chen vô đó thì vô tới cửa trong rồi tôi dòm lại thì mất đứa con đầu tiên không thấy nữa, là tại vì tôi bồng một đứa, nhà tôi dẫn một đứa, nhà tôi đang có thai không có thể dẫn một đứa thôi, còn đứa kia nó lớn là cũng quên đi vô, tôi dòm không thấy đứa con nữa. Thì một chút xíu sau thì chú em của tôi mà đáng nhiệm vụ của chú là drop tôi ở lại đó để tôi vô, nếu mà đi được thì lái chiếc xe trở về, thì lúc đó em tôi mới bồng đứa con út, tức là đứa đứa con lớn đó lúc giờ gần 4 tuổi đi vô, đó là Tini, đó được con lớn. Và cái đặc biệt là chú em của tôi không có muốn đi, tại vì chú đang học, chú là kiến trúc sư không có đi lính, cho nên nghỉ ở lại không có sao cả, cho nên ở lại hết tất cả cái gì lo, đến lúc chen vô không có trở ra được, là tại vì cái cửa nó mở vô không thể đi ra được, chỉ có thể người ta chen là lớn vô thì người nào vô được rồi nó đóng cửa lại, thì bây giờ muốn ra cũng không được nữa. Thì chú em tôi, mà lúc đó chú em tôi lại có gia đình và vợ cũng đang có thai, mà tôi lúc đó tôi không biết, cho nên chú em phải đi theo chúng tôi là qua bên Guam đó. Thì lúc đó có cái chiếc Việt Nam thư tín nó về, chú em tôi muốn trở về nhưng mà tôi nói nếu đã không muốn đi thì rồi bây giờ đi trở về không được, cho nên chú em tôi phải đi theo luôn. Và sau đó thì chú cũng dừng việc đó, chú không có ở với chúng tôi nữa, chú đi lên ở trên Alaska và bây giờ thì cũng vợ con cũng đoàn tụ được. Mà cái đặc biệt là nếu lúc đó không có chú em tôi thì đứa con tôi nó bị lạc, mà đứa con tôi là Tini Trần, nếu mà chị có biết đó là bây giờ sau này là cháu nó làm bureau chief của AP ở Hà Nội đó. Trường hợp đó cũng rất đặc biệt, đó là cái kỷ niệm mà tôi thấy nhớ. Và sau đó từ tối đó, từ trong tòa đại sứ thì có trực thăng nó bốc bốc lên cái trực thăng của thủy quân lục chiến, nó đưa lên trên, nó bay ra thả trên hạm đội 7, và trong nửa ban đêm tôi vì đứa con mà phải leo lên cái thang dây, ban đêm ban hôm mà leo lên thang dây, tôi nhớ là tôi phải lấy cái khăn, tôi lấy cái khăn, tôi có mấy ghim băng đó để cho đứa nó còn nhỏ, nó có mấy ghim băng đó
thì tôi phải lấy cái khăn cột vào trong bụng để leo lên, sợ nó rớt mà giữa ban đêm như vậy, là có nhiều người rớt như vậy. Đó là những kỷ niệm mà lên ở trên tàu thì mấy cái ngày đó thì chắc là có nhiều người đã kể rồi, thì đó những cái trường hợp mà trường hợp tôi đi di tản như vậy đó. Giờ cái trực thăng nó nhiều người thấy nó bốc, giờ nó bốc đi đâu ạ? Dạ thưa, cái trực thăng mà thấy bốc đó không phải từ tòa đại sứ. Dạ. Chiếc trực thăng mà bên này nó đậu ở dưới đất, tại vì trực thăng nó cũng có, nhưng mà không phải chiếc trực thăng mà quý vị mình nhìn thấy, không phải là ở trong tòa đại sứ, tại vì tôi đứng ở đó mà. Tôi còn thấy cả cái ông đại sứ, ông Martin. Ông Martin còn nhìn thấy ông ở đó. Tôi thấy lúc đó tôi không biết là mình nhớ, lúc đó mình cũng nhớ, tôi thấy ông đi xuống, tôi còn nhớ cả cái lính nó ra nó cắt cả cái antenna, cái giờ chót buổi tối đó nó cắt cái antenna của cái tòa, cái thông tin gì đó, nghĩa là nó đem, tôi nhớ có nhiều người lính đem những hồ sơ đi đốt, của tôi cũng nhớ, nhưng mà lúc đó mình không có ghi những chi tiết, tại vì lúc đó là con cái như vậy vô trong trong đó như vậy, tôi không nhớ được. Rồi cái tàu, cái máy bay mà nó chở ông không phải là cái máy bay mà mọi người nhìn thấy và bây giờ người ta vẫn chiếu, không. Là một cái máy bay khác, nhưng mà những cái máy bay đó nó chở những người đó đi đâu ạ? Cái chiếc đó thì nó chỉ đưa một số người, nó đưa đi ra ngoài hầm đội 7 đó. Yeah. Còn cái lúc mà như thế buổi chiều thứ tư mà sau này mình nó đọc người ta ghi lại đó, khi được đồng ý cho di tản rồi đó, thì lúc bây giờ tất cả trực thăng nó bay vào nhiều lắm, không phải mấy cái biết chiếc máy bay nhỏ đó đâu, chiếc máy bay nhỏ đó dường như là UH-1B đó. Còn mấy chiếc trực thăng mà chuyển một lần cả 5-70 người, cái đó để mà chở lính đi hành quân, trực thăng lớn lắm, nó đậu ở trong tòa đại sứ, thì nó đi ra một chiếc tàu khác của Mỹ, nó đậu trên chiếc tàu trực thăng, nó đậu trên đó, rồi từ trực thăng đó mới đi xuống cái mới hầm ở dưới, nó cái tàu há mồm ở dưới đó, rồi mới có những chiếc ghe đưa ra rồi mới đưa qua mấy chiếc tàu, tức là mấy chiếc cargo đó chở hàng đó, rồi từ đó mới leo lên lại, rồi và nó đóng ở đó đâu 3-4-5 ngày đã chờ vớt những người khác, rồi mới đi qua Subic Bay. Ông nhớ là những cái ngày, những cái buổi mà ngồi đợi ở đó để cho tàu nó đầy để đi sang Subic Bay đó, ông còn nhớ cái khung cảnh xung quanh như thế nào không, và cái cảm tưởng của ông trong những cái ngày đó như thế nào? Yeah. Vâng, buổi sáng đó tôi còn nhớ, sáng 30 tháng 4 đó thì có nhiều người họ đem radio theo. Tại vì có những người từ khu Phước gì đó, Phước Tỉnh, họ nó đậu ngoài đâu Vũng Tàu mình không biết, nhưng mà ở trên đó thì có những chiếc tàu của mấy người ở Phước Tỉnh họ đi ra, tại vì họ đi bằng ghe đó, họ chở được nhiều thứ lắm. Yeah. Có nhiều người đem cả radio theo, mở thì biết là ông Dương mình đã tuyên đầu hàng. Thì lúc đó nghĩa là mình cảm thấy là mới ngày hôm qua còn ở trong kia mà buổi sáng nay là đã mất, không đã đầu hàng, buông xuống hết trơn rồi. Tất cả nhiều người lúc đó bây giờ đứng khóc, có nhiều quân nhân ở trong đó nữa, tại vì lái máy trực thăng, và tôi đã thấy một chiếc trực thăng, cái lúc mà trên tàu đó thấy chiếc trực thăng lúc nó không còn chỗ đậu nữa đó, thì tôi thấy lính nó tới Mỹ cả Việt Nam ra đẩy cái chiếc trực thăng để rớt, để có chỗ cho chiếc khác nó đáp tới, tức là vứt trực thăng xuống biển. Vâng, cho nó xô rớt xuống dưới biển luôn thôi. À. Nhiều không ạ? Bao nhiêu chiếc tất cả? Tôi không nhớ rõ, tại vì lúc đó không có phải đứng đó ngồi, thì tôi chỉ thấy một chiếc, hai chiếc gì đó cái lúc đó như vậy đó. Còn mấy cái chiếc tàu, mấy chiếc ghe của mấy cái người ở ngoài Phước Tỉnh đó, họ đem cả gia đình họ đi, vì vậy cho mấy cái làng ở Phước Tỉnh, cả ông bà con cháu đi rất nhiều, họ đem cả, tôi nhớ họ còn đem cả nồi national nữa, cả radio để mà bắt mà mình nghe nữa đó. Thì mình lúc mà lên rồi thì những chiếc ghe đó thả trôi luôn. Thì buổi sáng 30 tháng 4 tôi thấy, hay là ngày hôm sau nữa, nó vẫn còn 4-5 ngày nó đậu đó mà nó chờ vớt người, thì tôi thấy những chiếc tàu đó nó trôi lềnh bềnh ở trên mặt biển, giống như là nó nhỏ, nó giống như chiếc lá tre mà mình thấy ở trong cái ao hồ, mấy chiếc lá tre mà nó rơi, để cái chiếc đó nó bay, nó chạy ra chỗ khác và nó đi chỗ nào mình không biết nữa. Những cái hình ảnh mà thấy không tưởng tượng được, là mới ngày hôm trước và mấy ngày hôm sau đã là mất nước, không còn
xa hết cả gia đình. Lúc đó bây giờ cả gia đình còn ở lại thì có hai vợ chồng, ba đứa con và chú em đi theo thôi, chứ còn không có, không còn ai nữa. Mất hết tất cả, mình tiếng là không bao giờ mình có thể trở lại được, gặp mặt lại được hết trơn nữa. Thưa ông, nghe người ta kể cũng có, nhưng mà muốn hỏi từ cái những cái chứng kiến của ông, những cái suy nghĩ của ông, thì như ông diễn tả ban nãy đó, là cái tàu của ông là tàu lớn, thì cái ghe nhỏ người ta đến được đưa lên tàu rồi họ buông cho nó trôi lềnh bềnh xung quanh đó. Thì những cái cảnh sáng sớm mà hoàng hôn trong đó, thì ông có thể diễn tả nó đã như thế nào, và cũng kèm theo cái những cảm nghĩ, suy nghĩ, cái xúc động của ông lúc đó nó ra sao? Thưa chị, nó thật ra là lúc đó không, cái người mình như là nó tê dại rồi, không còn nhớ, nó nâm, nó không biết cái gì nữa. Với lại tôi có ba đứa con, ba đứa nó còn bú hết thưa chị. Thì tôi sách mấy cái một cái vali nhỏ, và tôi có mang một cái sắc odo, tức là bên mình này kêu là cái backpack của nhà binh mà tôi đem theo. Trong đó tôi chỉ để mấy cái hộp sữa Gigo, tại vì ba đứa con, một đứa ba tuổi mấy, nó cũng còn uống sữa, một đứa thì hai tuổi mấy và đứa mới sinh, thằng con trai đó, thì tôi chỉ đem những cái sữa đó ngồi mà lo cái chuyện đó, rồi không có tả, rồi nó đi cầu, với lại như thế này nó pha sữa mà không có nước sôi, sữa đó phải pha bằng nước sôi, thế chị Gigo đó. Thì phải lấy nước thường uống rồi nó bị tiêu chảy nữa, mà rồi không có tả là như thế. Thành lúc đó cái đầu óc của mình nó tê dại, mình không còn nhớ được cái gì, không có những cảm tưởng bây giờ với chị. Mình chỉ nhớ cái lúc đó là nó như vậy thôi, mình cũng không có để ý được nữa. Mấy cái lúc đó là cái mấy ngày ở đó thì mình cứ giống như người như là khờ dại vậy đó. Không còn có một cái nhận xét nào được nhiều, chỉ thấy cái cảnh gì thì mình ghi nhập. Có một cái cảnh là tôi thấy có một cái người, sở dĩ mà tôi kể thêm chi tiết này cũng vui là mà buồn nhưng mà nó vui là lúc đó này nằm ở dưới sàn tàu đó, nó cho mình xuống dưới hầm tàu nó nằm, thì có hai vợ chồng nó còn trẻ, thì hai vợ chồng nó gây nhau đủ thứ rồi nói với nhau, thì rồi hôm sau đi lên trên cái lan can đó, thì hai vợ chồng nó vẫn gây nhau. Tôi cũng tìm một chỗ cho nhà tôi với ba cháu nó nằm, tôi thì không có chỗ nào, tôi nằm trên một cái lan can tàu mà nó có một cái cây, tôi nằm trên đó để mà ngủ. Như vậy thì buổi sáng sau đứng như vậy tôi thấy cái ông chồng, hai cái vợ chồng mà cãi nhau đó, ông xô mấy người ra, ông xô cái vai tôi cũng nhớ, xô vai tao, ông đứng ông nhảy, ông rớt xuống dưới. Hai chồng gây nhau sau đó nên nói chuyện tôi cũng nhớ những cái lời nói là trách nhau, như tại sao thế này, bỏ cái này kia, là họ rớt xuống. Nhưng mà cái người đó lúc mà ông chồng nhảy xuống, ông muốn nhảy xuống từ từ đó, thì lúc đó là ban ngày họ vớt lên được. Ồ, dạ vâng. Nhưng mà có thêm một cái trường hợp nữa, trên đó thì nó, họ làm những cái cầu tiêu tạm đó, mấy cái cây nó ra ngoài, thì có cái chỗ nó che để ra bên ngoài, trên chiếc tàu chở hàng mà, thì có một bà ngồi trên đó sao bị rớt xuống. Thì họ nó lại vớt mà không được. Cái ông kia muốn chết mà lại sống. Nó lại vớt lại được, con bà đó không muốn chết lúc nào cả. Không có muốn, như vậy thì là chết. Thành có những cái chuyện đó, đó là cái hình ảnh mà tôi vẫn nhớ, tại vì tôi nhớ cái ông đó, tôi biết ông từ dưới hầm tàu lên ở trên, rồi ông còn xô cả cái vai tôi để ông chen tìm ra ông nhảy xuống vậy đó. Thưa ông, thì cuối cùng tàu đi đến Subic Bay hết, đi hết bao nhiêu ngày trên biển? Subic Bay thì từ đó mà nếu qua Subic Bay thì gần lắm, tôi chỉ nhớ nó đầu đâu 4-5 ngày, rồi nó chạy có một cái bữa gì đó là tới bên Subic Bay, rồi từ đó thì lại đi qua bên qua bằng máy bay là Clark Air Force Base. Clark Air Force Base. Vâng, Clark Air Force Base. Rồi ở trên đó đồ một tuần gì nữa, rồi mới đi máy bay qua bên Guam. Thưa ông, thì lúc đó cái người
Em của ông đó mà có vợ con còn kẹt lại đó là Thì Phật có giận ông vợ lắm, mới 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 cưới. cưới có vợ đang có bầu mà ông không biết đó. Ông hiện bây giờ ông còn giận gia đình ông không, bởi vì ông Không thì sau này nó ôi chú em tôi mà sau đó giận tôi rồi đi lên Alaska đi làm làm cái trên đó rồi sau nó về lại trên Seattle đi học lại, tại vì architect thì bây giờ architect mà này khó thì lại đi học kỹ sư, bây giờ làm cho Boeing, thì sau này nó phải đi tìm mọi cách, đi qua Pháp mọi cách thì đã đón được vợ con qua qua này dạ rồi này. Không nói lúc đây thì giận vậy thôi chứ cũng không có anh em vẫn còn vẫn liên lạc vâng thường như vậy, dạ vâng nhưng mà rất là đặc biệt, mà lúc đó tôi không có biết là nó có đã bầu có bầu rồi, dạ vâng mà hoàn toàn là không muốn đi tí nào cả vì dạ nhiều lý do lắm. dạ vâng Thưa ông thì ở Guam như vậy ông ở bao lâu ạ? Thưa ở đâu được 2 tuần thì phải, Dạ vâng hơn 2 tuần ở Guam mà tôi ở, tại vì đó lúc tôi có một đứa con nó bị measles Dạ. cho nên được quarantine Dạ. isolation, nó cho ở một rất nhiều người khác là ở trong trại, Dạ. thì đi xuống với OT gì đó xuống ở dưới đó, thì ở riêng tàu trên này tại vì đứa con đau nó cho ở trên ở được máy lạnh, Dạ. nhờ con nó bị miso ở máy lạnh. Vâng. Ở đó ông có là một y sĩ, ông có phải giúp người ta để khám bệnh gì Thưa không? ba đứa con với vợ đang có bầu không có làm gì được nữa hết, Dạ không vâng. có gì hết, chỉ Nghe nói là ở đó cũng có số người cũng chết cũng nhiều vì bệnh tật hay vì có những có người dạ dạ cái đó ở dưới trại, tôi là ở trên dạ cái chỗ Oroto mà quarantine Oroto Oroti Point là phía Oroto dưới, tôi ở trên dạ Anderson ở trên trên này dạ vâng ở trên cho nên không có, dạ nhưng mà sau đó từ đó mới đi qua qua Guam rồi mới qua Hawaii dạ rồi mới chuyển máy bay về dạ dạ Florida. Cái lúc đó là cái người em của ông cũng đòi về theo cái chiếc tàu Việt Vâng, Nam lúc Thương mà Tín ở nhỉ? Ừ. Guam là đòi về theo chiếc Nè, tàu là Thương Tín, ông nhưng mà có vâng biết gì về những cái đó, ông bảo can ngăn như thế nào rồi cuối cùng anh ấy không không thì về. tôi nói cho bây giờ chú cái lúc ở Việt Nam thì lúc mà tôi hỏi rồi hai đứa em tôi, đứa em gái đứa em trai đó thì sao chú có muốn đi không, chứ nói không em đâu có việc gì em đi, đứa em gái thì cũng tôi còn bà cô ở lại đau đó thì em gái tôi ở lại với bà cô, mà lúc đó thì thực sự tôi cũng chưa có biết có đi được hay không, muốn đi thì đi vậy thôi, nhưng mà quyết định ở lại thôi, thành chú em tôi thì có cái lý do cũng không cần mà ở lại, xin lỗi cái sự sợ tôi cũng còn nhiều lắm. Ừ. Cho nên ở lại tôi giao hết tất cả giấy tờ tất cả, không không nói cái chuyện mà bỏ cái gia tài làm chi, nhưng mà chú em tôi ở lại với cái mục đích một phần như vậy nữa và không đi nữa, nhưng mà sau này có em tôi là vượt biên rồi đi, còn thành thì bây giờ cũng qua hết ở bên này. Vâng. Thưa ông thì ông sang đến bên Mỹ này và ông làm thế nào để ông có thể coi như là thích hợp với cái đồng đời sống mới, đặc biệt là trở lại cái ngành y sĩ của mình. Vâng thì cái lúc mà ở dưới Eglin ở dưới Florida F4B rồi dưới đó cái có một cái trại định cư dưới đó, thì tôi lúc mà qua Mỹ đến này sở dĩ mà tôi đi Mỹ lúc đó có thể từ trong cái trại định cư đó mình muốn đi chỗ nào thì Mỹ họ cũng cho đi, thì tôi thì lúc đó thì tôi có ý định đi Canada, tại vì dùng tiếng Pháp mà cái bằng cấp của tôi Montreal thì là tiếng Pháp, tôi có dự trù đi đó, nhưng mà vì nhà tôi thì lại vì đi học ở bên này cho nên tôi cũng lúc đó cũng ra định cư định ở bên này, nhưng mà rất là khó khăn, nhưng mà có một cái điều mà tôi còn nhớ cái câu này tôi còn nhớ là lúc tôi ở trong cái trại ở Florida đó thì có một người ở nằm mấy cái folding cot mấy cái ghế bố đấy, ghế xếp nằm gần nhau, thì đứa con tôi nằm mùa hè buổi trưa nó nóng quá, đi tháng 6 đã nóng rồi, cho nên nó nói ba ba mở máy lạnh đi nóng quá đi, tại vì ở nhà cháu lớn mà nó biết thì tôi nói không, tại vì nóng thì bồng nó ra ngoài, thì tôi một cái người bên cạnh dường như là một người lính hải quân hay gì một hải sĩ quan gì đó tôi không biết, không phải sĩ quan, thì có nói một cái câu nói rồi bây giờ
qua đây mà cũng còn đòi làm sang, làm còn đòi máy lạnh này kia nữa. Qua đây thì là phải sắp hàng mà làm lại, mà chạy lại. Thì tôi cứ nghe cái câu đó, tôi rất là thấm thiết. Tôi nói đúng rồi, mình qua đây mình bỏ hết tất cả mọi việc này, mình bỏ hết, thì bây giờ mình phải cố gắng mình vươn lên thôi, chứ người nào cũng giống nhau hết. Thì đó, cái câu đó mà cái lúc tôi ra trại đó, thì thưa chị là tôi học một chương trình Pháp từ nhỏ tới lớn, hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Trường y khoa cũng bằng tiếng Pháp, luận án của tôi cũng bằng tiếng Pháp. Ra trường thì là ở Việt Nam mà không có phải như bên này phải có đi học tu nghiệp, thì mình cũng không có theo dõi. Mà bây giờ qua bên này tiếng Mỹ, tôi nghĩ là không có cách chi mình trở lại hành nghề được. Nhưng mà nhớ những cái câu đó, thì cái câu người đó cũng nói, thì bây giờ mình cũng phải sẵn cố gắng. Cho nên sau này lúc mà đi ra ngoài thì tôi đã định đi học sửa xe rồi. Tôi có đem mấy cái bài chứng nhận là tôi có học sửa xe thiệt. Nhưng mà sau được cái có chính phủ chưa quy định cho được mấy tháng để đi huấn luyện lại. Dạ, ông có cái giấy sửa xe đó không? Có cái dạ, vâng. Chứng nhận sửa xe nó không có đem theo à? Thế dạ, vâng. Vâng, tôi học nhưng mà cái sửa xe này thì tôi ghi tên vào đó. Dạ. Thì chính phủ cho đi học cho nên tôi không có đi học. Nhưng dạ, cái bằng sửa xe nào sau khi tôi đi dạ, học xong rồi về dạ, mà có nghề tôi lại nhớ cái bằng. Dạ, nhớ cái nghề này cho nên tôi vẫn đi học cái lớp sửa xe để sửa xe đỡ tốn tiền. Thì đó là cái dạ vâng. Ok, đó là cái bằng của tôi đi học tiếng Anh. Vâng, cái tiến trình nó cũng rất là nhiều. Dạ vâng. Tôi không có tiếng Pháp. Dạ, dạ vâng. Tôi học tiếng Pháp không biết tiếng Anh. Dạ. Cho nên tôi nghĩ là mình không có thế nào mình theo nghề được. Cho nên sau khi được cho đi học ở Miami đó, thì tôi là đậu cái bằng về chuyên môn, tại vì nó thi bằng multiple choice. Dạ. Mình đọc tiếng Pháp, tiếng Mỹ thì mình cũng hiểu, hiểu được. Dạ. Và mình làm mình đậu nhưng mà rớt tiếng Anh. Dạ. Cho nên tôi mới qua bên đi học một cái lớp English Language Institute, phải học qua đây mới đi học tiếng Anh lại. Dạ, dạ. Và từ đó phải học, phải thi TOEFL. Dạ. Rồi rất là lâu. Dạ. Rồi mới là đậu xong rồi phải đi học, nghĩa là qua nhiều cái giai đoạn rất là cực khổ, nhưng mà cố tình là mình nói bây giờ mình phải bắt đầu làm lại thôi. Mình phải cố gắng, tại vì cái tương lai của con cái, cho nên cố gắng. Cho nên tới 1979 tôi mới là xong được hành nghề lại, có license. Dạ vâng. 79 tức là 4 năm sau à? Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa ông, trong cái đợt di cư đó nghe nói miền Nam có cả mấy ngàn y sĩ, bác sĩ mà đã coi như là bỏ Việt Nam để đến Mỹ này, ông có biết gì về cái đó, cái số người y sĩ bác sĩ sang đây khoảng bao nhiêu mà? Thưa, cái lúc mà ở trước 75 thì bên đó có cái hội y sĩ Việt Nam, y sĩ đoàn. Dạ. Thì vào khoảng nào gọi trên 1.000, 2.000 gì đó, không có, tôi không nhớ rõ. Nhưng mà lúc qua đây đó thì là có được, như tôi nói, có cái chương trình của Mỹ. Họ huấn luyện cho những Indo-Chinese refugee physician. Dạ. Tức là không phải của Việt Nam không, mà có cả Lào và Miên nữa. Trong lớp học tôi có những người bác sĩ về Miên cũng đi học, nhưng mà tôi nghĩ không có nhiều đâu. Thí dụ ở dưới Miami nó có 3 trung tâm, 4 trung tâm thì phải. Huấn luyện lại cho những người đó thì tôi nghĩ chắc cũng được rồi mấy trăm, tại vì còn một số còn lại, còn kẹt lại nữa. Cho nên sau này những người đó cũng rất là nhiều người đi bị đi ở tù. Và cái số qua thì cũng một số không có nhiều lắm đâu. Một cái chỗ tôi học thì vào khoảng trên dưới 100 người ở Miami. Rồi có nơi Riverside, rồi cái trên Oklahoma, những cái nơi mà cho huấn luyện lại đã có một số bác sĩ. Vậy theo như ông thấy được khoảng 300-400 người thôi, chứ không có người nói có cả mấy ngàn người, có đúng không? Tất cả cái không có làm sao mà tới được mấy ngàn người, tại vì tất cả cái tổng số của y sĩ Việt Nam trong miền Nam cũng vào khoảng đầu 1-2 ngàn gì đó thôi, không thể nào 3-4 ngàn người được. Khoảng năm 75 thì mình có khoảng chừng hơn ngàn cho tới 2.000 bác tôi sĩ. Cũng không yên tới, còn một số còn lại không có cách nào mà tới cỡ một số ngàn mấy 2.000 được. Ôi dạ vâng. Vâng, là tại vì sau này chúng tôi vẫn còn có những cái đại hội gặp nhau, dạ, không có nhiều lắm.
Chúng tôi vẫn còn có những cái quyển sách directory nó ghi những người nào qua đây năm nào nữa. Dạ vâng, ông còn những cái tài liệu đó không? Tôi có thể tìm lại được. Dạ vâng. Vâng vâng. Nếu có thể được thì chúng tôi rất xin cái tài liệu đó để biết. Dạ vâng, để tôi về tôi tìm lại thử xem mấy cái tài liệu mà tôi còn có, không biết là tôi còn giữ không, tại vì nhà tôi bị cái bão ai nó bị sập nhiều, cho nên cái tài liệu mà hồi trước cái lớp học ở dưới Miami mà tôi đi học đó, thì tôi có giữ tên hết tất cả những người trong đó, và có những cái sổ tôi sẽ cố gắng rồi tôi sẽ tìm lại và đưa lại sau. Dạ vâng. Thưa ông thì sau đó thì ông khi mà ông học đó thì ông nói là ông học ở Miami, tức là còn gia đình thì cũng đã move từ Arkansas về đó rồi hay sao ạ? Không ạ, lúc đó tôi về cái làng nhỏ. Yeah. Tôi phải để vợ con của tôi ở đó và tôi đi học với kia một mình 4 tháng. Yeah. Sau đó thì từ năm 1975 tới năm 1979 là ông suốt thời gian đi học thì gia đình sinh sống bằng cái gì ạ? Thưa, sau khi mà tôi học dưới là 76, tôi đầu cái bằng kêu là tạm đó mà chưa có cái English, chưa có cái Anh văn đó. Thì tôi qua tôi học tiếng Anh ở bên Mississippi và tôi đi làm tạm. Tôi làm trước đó tôi nói là hồi 75 tôi qua thì tôi đã bắt đầu tôi đi làm giống như một người mà lao công ở trong một cái nhà thương đó. Dạ, vâng. Trả cho tôi 2 đồng rưỡi. Dạ, vâng. Tôi còn giữ cả cái séc. Dạ. Tôi giữ cái séc đó. Dạ. Và sau này tôi có cho các con thấy nó là việc ba phải qua đây, ba phải làm lại cuộc đời như vậy đó. Dạ. 2 đồng rưỡi một giờ. Dạ. Đó, rồi sau đó thì khi đậu thì có họ cho một cái temporary license. Dạ. Để mà làm một cái những cái công việc phụ cho trong một cái county. Dạ. Rồi sau đó rồi mới đi học lại thi lấy cái bằng flex, tức là cái bằng để mà hành nghề đó. Dạ. Federal licensing. Dạ. Rồi tới 79 rồi mới được có cái bằng hành nghề lại ở Mississippi. Dạ vâng. Rồi sau đó tôi qua bên Texas rồi trở luôn tới bây giờ. Dạ vâng. Thưa ông nói là có những lúc ông phải đi làm lao công thì cái công việc cụ thể nó là gì cơ? Thưa thì đẩy mấy cái xe của bệnh nhân ấy, khiêng mấy bệnh nhân lên. Dạ. Đẩy, tại vì mình không biết tiếng Anh là một, cô không nói được nữa. Dạ. Chỉ khiêng những bệnh nhân lên rồi họ sẽ mấy bác sĩ hay mấy y tá nó nói mình làm gì thì mình làm đó, lau chùi gì rồi đẩy bệnh nhân đi vậy thôi. Dạ, vâng, thưa ông, cái cảm tưởng của ông như là ông từng là một bác sĩ đã từng phục vụ trong quân đội dưới quyền của ông, chắc chắn là cũng rất nhiều người. Ông lúc bây giờ trong quân đội thì cái cấp bậc của ông là gì ạ? Thưa cuối lúc cùng mà tôi giải ngũ thì là giải ngũ để tôi ra ứng cử đó thì tôi là thiếu tá. Dạ vâng. Rồi coi như là ông coi như sống một cái cuộc sống phải nói là thuộc coi như là giai cấp thượng lưu của Việt Nam lúc bây giờ. Lúc sau bên này ông phải đi đẩy xe vân vân ở trong nhà thương và dưới quyền cả những cô y tá. Thì cái cảm nghĩ của ông nó như thế nào? Ông có buồn tủi hay ông có gì không? Như thế nào? Chưa thì thất vọng lắm chứ. Yeah. Rất trong lúc bên kia như tôi nói thì mình đã có những chức vụ giám đốc bệnh viện, trưởng y tế rồi. Yeah. Ra ngoài bên chính trị chủ tịch hội đồng tỉnh. Yeah. Thì qua bên này nhưng mà rất là thất vọng, nghĩa là tinh thần nó xuống lắm. Yeah. Tôi cũng xin kể một cái kỷ niệm là lúc đó tôi ở một cái làng nhỏ như vậy và tôi đi tôi qua đây 2 tuần sau là tôi đi làm liền. Yeah. Nó cho đi làm liền. Và 3 tuần sau là tôi có cái bằng lái xe. Yeah. Tôi đi làm thì từ cái chỗ tôi ở và đến cái chỗ cái nursing home mà vừa nhà thương gần bên có cái nursing home thì tôi làm nó trên đường về. Cái đường Alabama nó có đèo lên đèo xuống dốc được nhiều lắm. Yeah. Thì có nhiều hôm mà cái tinh thần nó xuống đến nỗi tôi lúc mà xuống đèo tôi đã có những cái ý nghĩ là tôi buông 2 tay ra xuống dốc nó lao. Vâng, nói bây giờ tôi còn xúc động lao lúc đó, nhưng mà tôi kìm lại được, tại vì nếu một mình tôi đó, nếu mà tôi đi một mình tôi đó thì chắc là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ còn vợ lúc đó 4 đứa con một lúc đó thì là chưa, nhà tôi đang có thai, đó là tháng 6, tháng 7, tháng 8 mà nhà tôi tháng 10 mới sanh. Thì là tôi xuống tôi muốn buông, nhưng mà mình nghĩ mình phải có trách nhiệm con cái này như vậy, cho nên tôi phải ráng, và chính đó là những cái động lực mà nó thúc đẩy tôi phải cố gắng bằng mọi việc. Thì lúc đó thì nghĩ rằng mình không có
trở lại cái nghề được, tại vì không có tiếng Anh mà bỏ nghề đã lâu rồi thì thôi đi học cái nghề khác, tôi mới ghi tên học sửa xe đó. Nhưng mình phải cố gắng mình vươn lên mà sống thôi, mình đã xuống tới nơi nó cùng cực rồi thì mới lên. Thì đó là những cái động lực, nhất cái động lực mà con cái gia đình mà khiến tôi có cái sức mạnh mà có thể vươn lên cho tôi tới bây giờ là gần 36 năm. Thưa ông thì cái trong gia đình của ông đó thì cái gương của ông là gương chịu đựng nhẫn nại, cố gắng, coi như là sẵn sàng làm lại để bắt đầu cuộc đời đó. Thì đối với con cái, cái vấn đề giáo dục của ông đối với con cái ở bên này đó, thì ông đã dạy cả những người con của ông như thế nào để mà họ có thể noi gương ông, ở trong gia đình ông giáo dục như thế nào? Vâng, thì lúc mấy con tôi bắt đầu đi học lớp 1, lớp 2, tôi có 4 đứa mà cách nhau gần như là 1 năm 1 đó. Thì lúc đó tôi cố gắng, tôi ở trong nhà tôi nói bằng tiếng Việt. Mặc dù tôi rất là cần học tiếng Anh nhưng mà tôi nó cũng phải ráng bằng nói tiếng Việt. Nhà tôi thì đi học bên này nhưng mà tôi cố gắng nói dùng tiếng Việt, và trong nhà không có được nói tiếng Mỹ. Cố gắng giữ cái tiếng mẹ đẻ của mình và cái dục và dạy cho con cái nó phải biết trong cái gia đình, mỗi gia đình của mình như thế nào. Bây giờ phải cố gắng qua đây thì mấy đứa con vào mới biết cái lý do tại sao cha mẹ qua bên này. Cho nên đến lúc mà các con tôi nó lớn lên nó cũng hiểu cái vấn đề đó. Cho nên sau này mặc dù con tôi đi làm việc ở bên Việt Nam, một đứa đi làm thiện nguyện ở Việt Nam, nhưng mà nó cũng nhớ tới cái dân tộc của nó chứ không phải là cho cái chính phủ. Tôi nhớ có một đứa con của tôi nó đi làm thiện nguyện bên đó, thì có mấy người bà con, em bà con, cơ dân của nó nói tại sao về để làm việc chính phủ Việt Nam, nó nói không, thì nó nói rằng nó làm việc cho cái người dân Việt Nam chứ không phải cho chính phủ Việt Nam. Work for the people, to help people, not for the government. Thì nó cũng hiểu rõ, cho nên nó đã có được những cái ý tưởng nó rất là mạnh trong đầu. Cho nên tôi hy vọng là các con tôi sau này, và tôi cũng có dặn là sau này bằng mọi cách thế nào sau khi mình làm việc xong rồi có thể giúp được cho xứ sở mình, đến chừng nào thì cố gắng mà giúp đỡ. Tại vì phải nhớ nguồn gốc, phải đó một cái lý do mà tôi, như lúc nãy tôi có nói là nếu mà tôi để trong cái di chúc của tôi, nếu mà tôi mất thì phải đem cái trò của tôi về bên Việt Nam để chôn ở trong ông bà cha mẹ, để nó cho con cái nó còn nhớ là cái cha mẹ còn bên đó, ông bà bên đó nó còn nhớ tới cái xứ Việt Nam, xứ Việt Nam mình đã quá cực khổ, và qua đây mình được những phương tiện như vậy thì phải cố gắng mà giúp đỡ. Nhưng mà như lúc nãy tôi cũng có nói là với cái phong trào nổi dậy của quần chúng và này, tôi hy vọng tôi sẽ không có trò không về đó, nhưng mà người tôi có thể về đó, tôi trông thấy những thời gian chót. Tôi cố gắng tôi sống tới cái ngày đó. Thưa ông thì thấy ông là cuộc sống của ông rất là phong phú, ông là gốc là một y sĩ nhưng mà ông cũng sinh hoạt văn nghệ, ông cũng sáng tác nhạc, rồi ông cũng rất là quan tâm đến vấn đề chính trị. Là trong thời trị còn ở Việt Nam, ông đã từng ứng cử làm nghị viên, sang bên này ông cũng có những cái hoạt động với cộng đồng rất nhiều. Bây giờ ông đang là phó chủ tịch của tổ chức cộng đồng người Mỹ gốc Việt của mình ở Houston. Ông có thể cho biết vì lý do gì không ạ? Vâng, thì cái bản chất của tôi lúc nào cũng muốn phục vụ, từ hồi nhỏ cho đến từ lúc làm việc ở bên kia. Cho nên có dịp ở bên kia tôi là chủ tịch của phân bộ Hồng Tập Tự để mà đóng góp. Từ hồi nhỏ thì tôi cũng đã xin nói thêm nữa là tôi tham gia rất là nhiều những cái công tác xã hội từ thiện. Và qua này cũng quen, cho nên cái lúc mà cái lý do mà tôi về Houston đó, là vì nơi đây có một cái cộng đồng Việt Nam đông, mình có thể giữ gìn cái văn hóa của mình cho con cái nó biết. Và có dịp thì đóng góp, thì tôi đã tham gia cái
cộng đồng người Việt quốc gia từ 1983. Tôi liên tục như vậy cho tới bây giờ, và hiện tới bây giờ thì như là chị có nói, hiện bây giờ tôi vẫn còn ở trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở đây. Nhưng mà cũng có một cái điều buồn là cộng đồng của mình cũng hay chia rẽ và sẽ chỉ trích nhiều. Nhưng mà tôi thấy là bao giờ cũng trong một cái sự phát triển của cộng đồng nào chắc cũng phải đến cái thời gian đó, phải qua những cái sự xáo trộn đó, có những cái sự tranh chấp đó, cho nên mình phải cố gắng và đóng góp được nhiều chừng nào thì là tốt chừng đó mà thôi. Và tôi cũng hy vọng trong cái thời gian sắp tới đây, với cái phong trào đang nổi lên, thì tất cả chúng ta, mặc dầu từ trước giờ chúng ta đã, dân chúng người Việt của chúng ta thì trong nhà, lúc nào trong nhà anh em cũng có những sự chống đối với nhau, nhưng đến lúc có những việc cần đoàn kết thì sẽ đoàn kết, cho nên những cái việc đó nó cũng sẽ được thông qua tới mà thôi, không có cái kéo dài lâu nữa. Tôi cũng hy vọng trong thời gian tới đây mình có thể cộng đồng sẽ đoàn kết với nhau để lo tới những cái chuyện lớn của quốc gia và ở bên ở cộng đồng ở đây và bên Việt Nam nữa. Dạ vâng. Thưa ông thì ông nói rằng ông cố gắng không làm những việc đó, nhưng ông nghĩ rằng cái giới trẻ sau này đó liệu họ có tin tưởng và gắn bó với cộng đồng để mà tiếp nối những công việc của ông và những người khác đang làm không? Thì tôi rất là tin tưởng cái việc đó, tại vì nhiều khi mình không, mình tưởng là cái lớp trẻ sau này nó không để ý, nhưng một quá trình lớp trẻ sau này nó được có những cái điều kiện, họ sẽ theo dõi nhiều và học hỏi nhiều. Tôi lấy ví dụ như là con trai của tôi đó, nó qua đây lúc nó 10 tháng, 11 tháng, nó không có biết gì đến Việt Nam cả, không có biết gì cả, không có theo dõi, không có biết sau này trong nhà chúng tôi sẽ dạy dỗ và nói cái lý do tại sao mình qua đây. Tôi tưởng là chúng nó cũng thờ ơ, không ngờ thì năm 2002 thì tôi đi về, tôi như lúc tôi có nói là về để mà lo công việc về giáo dục bên đó, xây trường bên đó, thì con tôi nó đi theo. Khi mà nó đi theo như vậy đó, nó về mấy tháng sau nó nói với nhà tôi là nói con đi về Việt Nam con học tiếng Việt. Nó về bên đó nó học tiếng Việt, và sau đó nó học đóng tiền ở đại học, và sau đó nó đi xin những việc làm thiện nguyện bên đó. Nó nghĩ tới cái người Việt Nam bên đó cần cái sự giúp đỡ, cho nên nó đi về. Cũng như là đứa con gái lớn của tôi cũng qua bên này lúc 3-4 tuổi, sau này nhất định nó phải về làm việc cho Việt Nam, mặc dầu đưa nó đi những nơi khác, nó cố tình nó đòi về làm phục vụ với Việt Nam. Đó thì tôi nghĩ là các lớp trẻ sau này, ở trong tiềm tàng trong người của nó cũng sẽ còn một cái nghĩ tới, có thể đó là mình nói là một cái gene chẳng hạn, nó cũng nhớ tới, nhưng mà cái lối làm việc của nó, cái lối giúp đỡ của nó sẽ khác của mình. Cho nên tôi rất là tin tưởng cái tương lai của Việt Nam, và những cái người mà qua bên này đó thì một thời gian nữa sau khi thành công và xứ mình được trở lại về thành công mà bên kia đã chính thể cộng sản không còn nữa, thì sẽ có nhiều người về mà giúp đỡ cho cái dân tộc để phát triển bên đó, thì tôi rất là tin tưởng vào tương lai đó, thưa chị. Thưa ông thì nãy giờ chúng ta cũng nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ có những cái điều gì ông muốn nói mà chúng tôi chưa hỏi, xin ông và ông muốn chia sẻ không? Dạ vâng, thưa thì tôi xin nói rằng bây giờ với tư cách là một cái người Việt Nam tị nạn cộng sản qua đây và bây giờ đã trở thành công dân Mỹ, tôi cũng đã qua đây, tôi cũng xin nói tôi cũng đã gia nhập quân đội Mỹ nữa, thưa chị. Dạ vâng. Dạ vâng. Tôi gia nhập quân đội Mỹ 1982, cho đến 1989 là đúng đáo hạn 55 tuổi tôi trở về. Tức là mình được may mắn mình qua đây, thành lúc nãy tôi có nói mình không có trách của cái chính phủ Mỹ, tại vì cái chiến lược của họ là như vậy. Nhưng mà mình cũng phải cảm ơn, không có một cái xứ nào trên thế giới
mà đã rộng tay đón tiếp chúng ta được như vậy. Cho nên vì đó lý do đó mà qua đây có thể làm việc được gì giúp, và vì đó là lý do mà tôi gia nhập quân đội Mỹ để trả lại một cái phần nào mình nhận được. Và tôi cũng xin có những ý kiến là nếu mình qua được một cái nơi mà tất cả nhiều người khác đều mong ước, thì bây giờ mình phải làm cái gì cho nó để trả ơn lại cái việc đó. Và một cái điều nữa tôi xin nhấn mạnh là ở cái xứ này cái sự giáo dục của nó rất là tốt, và nên nói các con, chính cá nhân mình và cũng như là con cái của mình nên lợi dụng cái việc đó để mà làm cho cái sự học vấn của mình, của con cái mình nó tăng lên. Tôi đã từng qua chương trình học của Pháp, của Việt Nam, của Pháp, và qua đây thì tôi thấy rất là khó, rất là bên kia học hành rất là khó, Việt Nam cũng vậy, nó theo giống Pháp, cái thi cử rất là khó khăn, rất là từ trường. Như tôi nói là cái hồi thời tôi thì là đậu tú tài chỉ một số rất là nghĩ, mà qua bên này cái vấn đề giáo dục nó rất là dễ dàng. Và chính vì vậy mà tôi khuyên tất cả những người nào có thể qua đây có con em nên cho chúng nó học hành thêm được. Riêng cá nhân tôi đó cũng xin thưa là từ rất là nhiều năm nay tôi đã học rất là nhiều, như là chị nói là tôi đã học nhạc, vâng, tôi đã học nhiếp ảnh, và hiện bây giờ tôi đang học vẽ, nghĩa là học. Và tôi sẽ tìm một cái giấy mà tôi đã đi học ở trường, tôi học rất là đủ thứ, rất là dễ đây, vâng, chị có thể dòm đây trong này để tôi đọc xem là tôi đã học những cái gì ở trong này mình nên lợi dụng. Vâng, xin để tạm dừng cái đó, để xin ở đây ông đem một số những giấy tờ rất là quý mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với những người mà tham nghĩ là đọc cái bài phỏng vấn này đó. Thì cái bằng này tức là bằng tiểu học của ông mà đã được cấp vào năm 1948 phải không ạ? Dạ vâng. Bằng tôi đậu tiểu học năm 1948. Cái này ai cấp đi ạ? Cái bằng này là của lúc đó là của miền Nam, là Nam Phần đó, lúc Nam đó Phần. Là cái vùng mà Nam Phần là tự trị đó. Dạ vâng. Còn thời Pháp, còn bằng thời tiếng Pháp. Pháp không ạ? Bằng tiếng Pháp. Dạ vâng. Rồi lại có những cái bằng, thí dụ ở đây nữa là bằng kế đây là bằng gì ạ? À? Bằng này là cái bằng sở dĩ mà tôi ở Việt Nam tôi photocopy cái bằng này, tôi đem theo ráng đem theo hai cái bằng, là bằng tốt nghiệp y khoa. Dạ. Và cái bằng này là bằng tú tài Pháp. Dạ, vâng. Toàn phần. Và năm nào đây ạ? Đây là bằng tú tài Pháp. Tôi đầu tú tài 1954. Năm 54, dạ vâng. Năm 54, dạ, đây là bằng tú tài Pháp năm 54. Còn bằng đây là bằng tiến sĩ y khoa. Y khoa tức là tôi ra trường 1961. Dạ, 61. Đấy, cái này là của lúc bây giờ trường Đại học Y khoa, Đại học Sài, y khoa Gòn. Sài Gòn. Dạ vâng. Năm 1961, ông Trần Văn Thuần đã đậu bằng tiến sĩ y khoa và trở thành bác sĩ. Dạ. Sở dĩ mà tôi như chị thấy là cái này là tôi đem từ Việt Nam đó. Dạ vâng. Rồi lại còn có những cái hình ảnh của ông mà khi ông mới sang đây. Là đây là năm 1976, đây là cái... Tôi đi học ở Miami. Dạ, đây là học ở lớp huấn luyện làm bác sĩ trở lại, gọi là trường Indo-Chinese Physician Training. Và đó là hình ảnh của ông. Và cũng như là đây là cái phía sau để chứng nhận cái này đã được vào năm 1976. Dạ, thưa vâng. Rồi đây cũng bằng này thì là bằng bác sĩ và năm... cái bằng này thưa năm nào đấy ạ? Thưa cái này là lúc năm 1977-78 là tôi làm bác sĩ tạm, nghĩa là chưa có chính thức full, tại vì tôi chưa đậu xong cái bằng hành nghề. Dạ cho vâng. Nên họ chỉ cho làm tạm thôi. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, thưa rất là quý. Đây coi như là văn bằng hành nghề bác sĩ tạm khi mà ông chưa chính thức trở thành bác sĩ, đó đã được phát vào năm 1978. Dạ vâng, đây là một cái mặt trước với tấm hình. Dạ. Và đây là mặt sau. Dạ vâng. Mặt sau của tấm hình, dạ, của bằng. Rồi chúng tôi thấy có nhận điều rất là lý thú
là bà nhà đây cũng có một cái tấm hình cũ, thưa tấm hình này chụp năm bao nhiêu còn nhớ không ạ? Thưa tấm hình đó 57, 58 gì đó. 57, 58 nó còn rất trẻ. Rồi bà nhà tên bà là Mỹ Trương không ạ? Dạ vâng, dạ, công huyền tôn nữ Mỹ Trương. Dạ. Công tầng tôn nữ Mỹ Trương, công tầng tôn nữ tên là dòng họ nhà vua trước đây đấy phải không ạ? Dạ vâng. Ở đây bà đây là cái thẻ căn cước mà được cấp mà cho bà coi như là cái năm cấp đó, để đây là 1968 để là công tầng tôn nữ Mỹ Trương sinh năm dạ, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1943 Đà Nẵng, và đây là một cái hình ảnh của một cái thẻ căn cước trước năm của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cấp cho công dân của họ. Đây là mặt trước với tấm hình, và đây là mặt sau với dấu tay và những cái chi tiết khác. Rồi chúng tôi cũng thấy một cái điều lý thú là bà đi du học tại bên Mỹ, rồi còn giữ luôn được cả cái bank statement của Bank of America. Dạ vâng, lúc bây giờ chúng tôi thấy ở đây, đây là Bank of America vào những năm tháng đó. Thấy cái logo cũng vẫn như thế, không có thay đổi gì. Và đây là những cái số chương mục. Và cái số tiền cũng rất là vui. Bây giờ đối với chúng ta là không có đáng là bao nhiêu cả. Đó chỉ là 1.011 đồng 66 xu. Và cái ngày đó là ghi, người ta ghi nhận là, thưa là ngày 31 tháng 3 năm 1975. Dạ, 31 tháng 3 năm 1975. Thì chúng tôi thấy là cũng rất là lý thú với cái số tiền là 1.011 đồng 66 xu, và được lãnh cái phần gọi là tiền interest đó, là được 11 đồng 10 xu. Thấy cũng là interest cũng khá lắm. Dạ vâng. Rồi một số những cái hình ảnh khác, đây là hình ảnh chắc là gia đình mới qua đây phải không ạ? Đây à, không ạ, cái hình này dạ, chúng tôi chụp cái Tết 1975 đó. Dạ vâng. Dạ đó vâng. Ba cháu đó là trước khi đi đó phải không? Trước khi... cái Tết đó đó thì dạ, tức là trước khi ngày coi như Sài Gòn thất thủ, và trước khi ông bà đi qua Mỹ đó, thì có ba người con, hai vợ chồng trẻ, ba người con. Thưa bà lúc đó chưa có bầu cháu thứ tư phải không ạ? Có chưa? Chắc chưa. Không biết lúc đó. Dạ, không biết rồi. Tháng giêng. Dạ. Vâng, thì cũng có thể, vâng. Cũng có thể có thế không? Dạ vâng. Không biết được. Và đây cũng lại là một cái hình close up, tức là cũng là cái hình đó nhưng mà chụp gần hơn thì trông nó như thế này. Dạ vâng, những người hai vợ chồng trẻ, ba đứa con rất còn nhỏ. Dạ. À, còn đây thì chúng ta có một số những cái hình tức là hình đây mới đây thưa. Dạ vâng, có mấy cái này mới. Dạ. Vâng. Dạ, đây là coi như là tất cả những người con dâu con rể hay sao? Dạ, chỉ có một rể. Dạ, một rể. Dạ vâng, xin được chia sẻ cái tấm hình này. Tấm hình của gia đình mới đây. Dạ vâng. Dâu con rể. Dạ vâng. Dạ vâng. Đây cũng một số người con. Vâng, để nói về hai cái bảng mà sau cái hình này đó. Dạ, tức vâng, là như vậy, cái này nó cũng là 36 tuổi rồi đó. Dạ vâng, dạ vâng. Sở dĩ mà tôi chỉ đem đi đó. Dạ vâng. Hai cái này mà không có đem được cái bằng. Dạ. Mà chỉ làm photocopy để chứng minh là tôi đem cái bằng mà tôi học tiếng Pháp. Dạ. Cái bằng y khoa để biết mình là đã là bác sĩ, và bằng tiếng Pháp y khoa tính đi làm bồi ở, vì vậy tôi tính về New Orleans để làm bồi. Dạ. Nói tiếng Pháp. Mơ ước của một bác sĩ lúc bây giờ là chỉ muốn đi về New Orleans để làm bồi thôi. Dạ vâng. Tội nghiệp. Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa thì chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ đã trải cuộc đời mình ra để mà là những cái bài học có kinh nghiệm quý giá cho các con em của người Mỹ gốc Việt. Bởi vì các em có cái may mắn là không phải trải qua một cái cuộc đời quá là khó khăn như cái thế hệ cha anh. Nhưng mà ở một nghĩa nào đó các em có thể vì quá sung sướng mà không biết được những cái hy sinh của cha ông. Do đó mà ông đã đến đây để mà làm cái công việc là trao một cái món quà rất là quý giá để cho làm cái hành trang cho các em sau này ra đời, để không có phải coi như không biết gì, trở thành những kẻ vô ơn đối với những sự hy sinh của cha mẹ. Ông bác sĩ mới chuyển cho chúng tôi thấy là coi như là một cái
certificate, tức là một cái bằng chứng nhận là coi như ông là y sĩ giải ngũ, giải ngũ, cái bằng giải ngũ của quân đội vào năm 1989, và lúc bấy giờ ông đã là thiếu tá y sĩ và đã giải ngũ năm 1989, tên với tên tuổi, và được gọi là honor discharge. Dạ vâng. Dạ. Chia sẻ với tất cả quý vị thấy. Dạ vâng. Xin một lần nữa được cảm ơn bác sĩ rất nhiều, và xin chúc bác sĩ có những ngày vàng tốt đẹp, và chúc bác sĩ cũng như tất cả người Việt chúng ta được có ngày về Việt Nam trong tự do và vinh quang. Dạ, xin thật cảm ơn chị đã cho tôi được cái vinh dự khi mà chúng tôi nhận được cái thơ mời. Tôi rất là ngạc nhiên. Tôi không biết tại sao mà tôi được lọt vào mắt xanh để đưa vào một cái chương trình mà tôi đã nghe nói từ thời gian khá lâu, để đem đến những cái trình bày trường hợp của mình để cho về sau các con cháu chúng ta biết cha mẹ đằng, những bậc đằng cha anh đã trải qua để đến tới một cái xứ tự do. Mà cái điều chót tôi muốn nhắn là dù thế nào mình cũng phải nhớ mình là cái người gốc Việt Nam, và cái dòng giống của chúng ta đã trải bao nhiêu từ thanh trầm cho tới ngày hôm nay. Cho nên đó là một cái điều mà tôi rất là vinh dự và thành thật cảm ơn chị. Dạ vâng. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng.